tôi chỉ kiếm được một phần ba khoản tiền kinh phí hệ chúng bảy mươi tiền tư ba. Tôi thực chiến có một vài lời rồi để bắt đầu cái buổi phát thoại năm ngày tháng tăng một công ty mình. Bên đó mà nghe nghe rõ không? Tôi thấy bên đây hơi bị dội. Mà có ổn định không? Nghe được chưa tôi? Mà nghe được không? Sẽ không ổn định. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Xin thưa quý Phật tử và tất cả hội chúng, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 5 2023, là ngày tổ chức chương trình năm thời pháp thoại của năm ngài Tam Tạng. Thì năm thời pháp thoại của ngài năm ngày Tam Tạng thì chúng ta sẽ cách một ngày chúng ta sẽ tổ chức một vị. Thì ngày hôm nay là ngày 16 thì chúng ta sẽ tổ chức ngày Tam Tạng thứ 11. Ngày 18 thì chúng ta sẽ tổ chức ngày Tam Tạng thứ 14. Ngày 20 chúng ta sẽ tổ chức với ngày Tam Tạng 7. Ngày 2 là chúng ta tổ chức với ngày Tam Tạng 14, 15. Và ngày 24 chúng ta tổ chức với ngày Tam Tạng 13. Thì năm ngày Tam Tạng sẽ thay nhau giáo giới giảng dạy giáo pháp của chúng ta trong 5 ngày, cách nhau một ngày, từ ngày 16 cho đến ngày 24 tháng 5 năm 2023. Vậy chương trình 5 vị Tam Tạng thuyết pháp là cũng nằm trong chuỗi đại thiền sự Phật giáo, trong 6 chương trình đại thiền sự Phật giáo đó. Thì trước khi chúng ta gieo những cái duyên lành bố thí đa nát, thì chúng ta gieo những cái phước thiện như là sao nghe pháp, giữ giới, hành thiền, tu tập đó. Thì đại thiền sự thật ra đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 rồi. Thì từ ngày 15 tháng 4 đã tổ chức trải qua hai khóa thiền. Thì khóa thiền đầu tiên là khóa thiền của ngài thiền sư Chanaka Linkaravivansa, Chatila Linkaravivansa theo cách ngài Mahabodhi, và khóa thiền thứ hai chính là khóa thiền ngài Chatila. Thì chúng ta đã học, đã tu tập xong hai khóa thiền. Nhưng mà trong chuỗi đại thiền sự của chúng ta còn 8 khóa thiền nữa. Bởi vì trong đại thiền sự chúng ta tổ chức 10 khóa thiền. 10 khóa thiền. Thì chúng ta còn tu tập với nhau 8 khóa nữa. Sau này khoảng 18 tháng 6 và 20 tháng 6 chúng ta sẽ tổ chức bát hội 1.000 vị và 300 cô tu nữ. Sau khi chúng ta gieo những cái phước lành bố thí xong ấy, thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta không dừng nữa mà chúng ta sẽ tiếp tục ngồi thiền, tiếp tục mà lắng nghe những vị thiền sư giảng dạy về cách tu tập đó. Chúng ta không có dừng, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình gieo gieo cho mình những cái thiền pháp. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta được sinh làm người ấy, không có gì quý giá hơn những cái thiền pháp mà chúng ta đang đang thực hiện ngay bây giờ, ngay bây giờ trong hiện tại. Đó là cái tài sản vô giá khi chúng ta vẫn còn trôi lăn trong sinh tử. Bởi vì sao? Bởi vì cái tài sản đó sẽ đưa chúng ta an lạc cõi người, an lạc cõi trời, và tránh nó sẽ làm cho chúng ta không rơi vào bốn đường ác đạo, và cuối cùng nó sẽ giúp cho chúng ta sao đạt được sự giác ngộ, đạt được bốn quả, bốn đạo và niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi đó. Cái giá trị mà những cái phước thiện mà chúng ta đang làm nó rất là giá trị, mà chúng ta phải phải thật sự hiểu được điều đó đó. Thì còn 8 khóa thiền không? Khóa thiền, 8 khóa thiền, nếu mà mỗi mỗi tháng mà tổ chức một khóa thiền ấy thì phải mất đến mấy 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 tháng? Mất đến 8 tháng. Nhưng mà trong đại thiền sự Phật giáo chúng ta chỉ kéo dài trong 6 tháng thôi. Thì ngay bây giờ đã tới tháng thứ hai rồi, còn 4 tháng nữa. Vậy thì trong một tháng chúng ta sẽ tổ chức hai khóa thiền. Chúng ta phải làm nhanh. Một tháng tổ chức hai khóa thiền. Có thể khóa thiền từ 3 ngày, 5 ngày hoặc là 10 ngày hoặc là 7 ngày. Tùy vào cái thời gian của thiền sư, tùy vào cái sự tác động của nam nữ Phật tử nữa đó. Họ muốn học có nhiều Phật tử muốn học lâu hơn, hay là cái nhiều Phật tử muốn học ngắn hơn, là tùy vào cái trường hợp mà chúng ta sẽ quyết định là thời gian tu tập có thiền như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2023, chúng ta sẽ ngôn đón cung thỉnh
Ngài Tâm Tạng 11 thuyết giảng giáo pháp đến chúng ta. Bây giờ chúng ta trước khi thuyết giảng giáo pháp thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ Ngài sẽ cho giới, Ngài sẽ cho tam quy và ngũ giới, chúng ta sẽ đọc Ô Cà Sa. Rồi sau khi xin giới xong thì chúng ta sẽ lắng nghe Ngài giảng dạy giáo pháp. Kết thúc thời pháp thì chúng ta hưởng phước thiện. Chương trình sẽ diễn ra như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tỉnh Ngài thiền, Ngài Tâm Tạng thứ 11 để tỉnh Ngài thuyết pháp. Rồi ban tổ chức sắp xếp anh chị pháp dẫn dắt mọi người tin tâm quy và ngũ giới. Con đã thấy ngày Tam Tạng 11 bước vào phòng thiền, xin quý hội chúng đảnh lễ ngày Tam Tạng 3 lần. Xin quý hội chúng đọc theo con. Ô ca sa, ô ca sa. Sala kamma, vachi kamma, namo kamma, tapa dosa. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đa phạm đến tam bảo, đức Phật bảo cao thượng, đức Pháp bảo cao thượng, đức Tăng bảo cao thượng đến tha mạng khổ tội. Vô đại và tần ná, thần mạng và tần ná, thần ca và tần ná. Con thành kính đảnh lễ, vô tâm bảo cao thượng cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì. Lần thứ ba, xin năm bậc ân đức cao thượng không kỳ bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch sự tâm hợp trí tuệ cầu mong con tránh khỏi xin trong bốn cõi khổ, tránh khỏi ban tai tam trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh chết người. Trong tất cả mọi thời những kiếp sống luân hồi khi đã tránh khỏi rồi, mong con sống chứng ngộ chân lý tứ thánh giới, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt tha mái, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Am ban te tu sa nu na sa ha pam cha sin nam tham mang ya cha nu anu vang ga swa sin nam de tha de nam te tu ti ya nu am ban te tu sa nu na sa ha pam cha sin nam tham mang ya cha nu anu vang ga swa sin nam de tha de nam te pa ti ya nu am ban te thi sara nina saha pan chang sinam thamang ya cha mi anu vanga thoa sinam le tha le pan te ya maha vada mi dang vade tha namo namo tada bhagavato arahato dhamma dhammo tada namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tudiyami buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tudiyami dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tudiyami saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tudiyami buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tudiyami dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tudiyami saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tadiyami buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tadiyami dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tadiyami saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tadiyami buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tadiyami dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tadiyami saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi taranagamana paribhavanam samadante anadi bada viramani dekha brahma mariyami sannati pata viramani sikha brahma mariyami adena dana viramani dekha brahma mariyami adena dana viramani sikha brahma mariyami
Amidu Mesa Sara Vira Mani Dekha Brang Namadi Ami. Amidu Mesa Sara Vira Mani Dekha Brang Namadi Ami. Buddha Vada Vira Mani Dekha Brang Namadi Ami. Buddha Vada Vira Mani Dekha Brang Namadi Ami. Amiraya Mizza Bama Data Na Vira Mani Dekha Brang Namadi Ami. Sura Miraya Mata Pama Data Na Vira Mani Dekha Brang Namadi Ami. Amapante. Và con thấy bên tín hiệu bên nhà bị mất ạ. Các con phải nhập phí hết bên ngoài không đủ được. Thực ra con thấy tín hiệu bên ngoài không được ổn định ạ. Thấy biên bản này bảo chưa bên biên ba thấy điểm lắm phải không bình thường thấy là đã nghe rõ chưa à tạm ổn hơn rồi rồi đúng không à, rồi okay. Sau giờ con xin tính thử ngày con tạm đổi một bởi vì quốc tịch chúng con vượt từ Việt Nam thì con một thời khác dạ để sang việc nhá. Quan năng là đi ăn ăn đi cho con bố. Alo. Ăn luôn luôn có thân tâm được an lạc. À, ngày chúc phúc cho tất cả quý Phật tử. Cũng vậy, à, chiều ngày hôm nay, Ngài Tam Tạng 11 sẽ chia sẻ chúng ta một cái bài pháp với cái đề tài là thân cận bạn, thân cận người bạn trí, thân cận những người bạn trí, hay là những bậc thiền hữu sẽ đưa đến sự an vui hạnh phúc. À, với cái đề tài là khi chúng ta khi thân cận người thiện trí hay những bậc hay là những bậc thiện trí thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Thì cũng vậy, với cái đề tài như vậy thì Ngài sẽ trích trong Tam Tạng Kinh Điển, thì Ngài sẽ trích trong Khuddaka Nikaya Tiểu Bộ Kinh. Ngài sẽ kể chúng ta về một câu chuyện tiền thân Đức Phật, tiền thân Đức Phật, phẩm 80 bài kệ, phẩm 80 bài kệ.
bài bài chuyển tiền thân đó với cái đề tài tên là Maha Sutta Soma. Maha Sutta Soma. Yeah, này về cái mà đi đi ở đó đi nhất là bây giờ hoàn giả đấy đi ở đó đi ở đó nào đó phải bảo đi tu vào cái nhà bán xem phải đồ mua đồ nhất là bảo là có ai dùng chứ ví dụ nhà nào dùng vậy mà. À, cũng vậy bây giờ hàng ngày thì ngài Tam Tạng Bồ Tát sẽ thuyết pháp, bây giờ tất cả nam nữ Phật tử hãy hướng tâm thanh tịnh lắng nghe pháp bảo, lắng nghe ngài Tam Tạng 11 thuyết pháp, chúng ta hãy để tâm của mình được thanh tịnh. ကိုဆရာတော်တော့တရားမတော်ကိုယ်ဝယ်စီကံနေစေညဇောပြာဘီကိုရမညဇောပြာဖြစ်ပါသည်ဒီကိုရမညဇောပြာရဲ့အရင်အချာမေနှက်ဝင့်တော်မူခြင်းတို့ညဇောပြာကတော့ကတ္တဗညဇောပြာဖြစ်ပါသည်ဟောကတ္တဗညဇောပြာပြိဋိဘံပြုခြင်းဖြစ်ပါလို့လည်းပဲကတ္တဗညဇောပြာရဲ့သာသနာတော်ဝေခါနေအချင်းကိုရမကွယ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မကြခင် cũng vậy liên quan với cái chuyện tiền, câu chuyện tiền thân Maha Sutta Soma, thì liên quan đến câu chuyện đó thì ngài Tam Tạng Bồ Tát có đưa ra một cái vấn đề là hiện tại giáo pháp của chúng ta đang sống trong cái giáo pháp của Đức Phật Gotama. Thì trước giáo pháp của Đức Phật Gotama đó chính là giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Đức Phật Kassapa thì trong cái giáo pháp của Đức Phật Kassapa thì trong cái thời điểm mà giáo pháp của Đức Phật Kassapa sắp sắp bị hoại đó, sắp bị suy đồi đó, sắp bị mạt pháp đó, gọi là bị mạt pháp, gọi là cái giáo pháp của ngài Kassapa là sắp chuẩn bị diệt vong, là bị hư hoại đó. Thì trong cái thời điểm đó thì có một vị vua, mà vị vua đó tên là Mahasutta Soma. Vị vua đó tên là Sumasuma, là vị đó là ở đâu, vị đó là đang cai trị trong một cái quốc độ Kuru cao lâu. Cái gì chơi mà về Pori Dara Sore Lusoyi Diyo yêu ngã rồi đùa bà ra nói năng anh nói ở chỗ đó em mà đặt đam mê phi kê rồi, cha bé mẹ đu đi lùn đà ri ngô lùn ri ngô ta bi rồi sa re rồi cha bỏ đi đà ra rồi nam y ya, ai đi lùn đà sa re bỏ đi đà ra rồi lùn soi y ga, nhớ so với alo nữa mà đu đà đó mà mẹ ngô phan si khô sang đó bà re, mà đó bà re, lo phan si khô sang đó re cả mà tu sáng xa ra nhau mày ao yếu để suy em mày, nhớ so với lão nô tu đạo đó mà mày ngà mày vào đấy, bồ đề đà ra tiền thì ngà có đi nè bây giờ cô lai ra là, tổ rồi biểu đấy hoa, xin mày yêu mày mày lo cô lai ra đấy, mày mày lo cô lai đấy tổ rồi, hello suy em đấy, à tu đạo đó mà mày ngà bồ đề đà ra có xin mà đóng số đấy, mày phải đi ở lão ngà có không yên bề bá, à đi ăn nói chuyện này, các thứ bạn nhớ so với nhà hội gia, à đồ đi ăn đi đến nào liên bộ, nay đã bỏ nói gì mà xí để lo, vô lại bà đấy, à ra nhà mình phải mà đủ gì cả, nay đã bỏ nói gì cả để xem, các thứ bạn nhớ so với nhà hội gia, à đồ đi ăn đi đến nào liên bộ có, nay giờ mình so với đồ lấy cái bề ra cái đấy. Ngã địa na chén để bồ đề đà ngã gồm này phải địa là lót bề ba lót đóng số lại ba đấy. Cũng vậy bên cạnh đó thì thời Ấn Độ có thời mà giáo pháp của Đức Phật Kassapa sắp bị hại diệt ấy, thì tất nhiên nó sẽ có nhiều quốc độ, thì cái quốc độ tên là Kuru thì quốc độ đó được được Đức vua Maha Sutta Soma đang cai trị trong chánh pháp. Thì Đức vua Maha Sutta Soma chính là ai? Là chính là Đại Bồ Tát của chúng ta, chính là Đức Phật Gotama, chính là Đại Bồ Tát đó. Thì cũng vậy, thì bên cạnh cái triều đại đó thì cách đó không xa cũng có một cái triều đại, chính là triều đại Brahma, triều đại Baranati, Baranati hay là Balanai.
là do Đức vua Brahmadatta cai trị. Brahmadatta con của vua Kasi đó, con vua Kasi. Thì vua Brahmadatta này lại có một cái sở thích là muốn ăn thịt người. Muốn ăn thịt người đó. Thì vị vua này chính vì muốn ăn thịt người mà sao? Thì làm sao? Kết quả là bị dân chúng đuổi ra, bị dân chúng đuổi ra, không cho lãnh đạo nữa, không cho lãnh đạo nữa. Đó, không cho lãnh đạo nữa. Rồi kết quả là vị đó vào rừng, vào rừng để tìm những người nào đó, tìm những người mà đi qua khu rừng đó thì bắt, rồi vị vua đó bắt ăn thịt, bắt ăn thịt. Đó. Khi mà sống trong rừng bắt người, bắt những người khác ăn thịt như vậy thì người đời họ cho cái vị đó có tên là kẻ sát nhân hay là người ăn thịt, người ăn thịt đó, kẻ sát nhân. Thì một ngày nào kẻ sát nhân này ấy, lại bắt, lại tìm cách để bắt Đức vua Mahasutasoma, bắt Đức vua Mahasutasoma đem về để mà tế lễ. Sao nên nên giờ làng nên nên sao đó hô nên nên cho tôi là vậy. Hello. Thì giờ làm lễ phàng hồ. Thì giờ làm phim bia và lễ phàng thì anh ấy biết rồi chứ anh ấy biết là ba mẹ bồi đi đà ra lo đóng số lại cho bồi đi đà ra biết nhiều này xem mấy biết mà lại bên này lông lại biết mà lại trên đó lông anh này còn biết gì mà lo nhiều này cả mà tôi đã đâu mà mình biết nhiều này bồi đi đà ra mình biết sinh ra và đến nay anh ấy có tôi biết nhiều đến xin lông à. Chắc tôi chẳng mà bỏ đâu mà nga lên biểu khi là xí lô là mà mà nga lên nhà biểu số khi là xí phụ lô là lô mê rô. Ồ, xe mê yi. Ồ, bà rê xe mê yi nè nè. Lên nhà biểu số mô mê xí khi bà mà mà nga 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 biểu số khi bà rê. Yông bà rê bò bà rà bò bì bìa nà khi bà sù yi rô. Rê phản đê yê, đê ràng giá nè rê. Tôi đã đồ mà mẹ của tôi khuyên bê lên bà đấy. Thế sao đâu vậy? Nên nên dần làng trò tôi để sao đó. Cả đá trò đồ khuyên trò đều vậy. Bà lê, trò đồ chị sinh sang, chị nế bèm bèo được vậy. Bèm bèo mẹ, trò đồ bèm bèo mẹ. Trò đồ nà dần làng nà lý tao vì. Sao đó nên đi trò đồ nàm lê vũ ở lục phí đều vậy. Trò đồ nên đi chị sinh mẹ. Nó sẽ là trông như nó. Chị sinh mà là. Chị sinh mẹ, dần làng. Sao nó có chị sinh mẹ nó? Dạ, trò đồ bèo. Trò đồ bèo mẹ vậy. Tôi đã biết mẹ. Nên tôi nó nằm lưu lưu phí đề biệt luôn. Còn là sáng nay ngồi. Còn là sáng nay ngồi mà nhìn dùng hết được nhà biểu mà là. Tôi đã biết mẹ. Tôi đã biết mẹ. Tôi đã biết mẹ. Mà bà. Sáng nay biết mẹ nó. Mà bà. Phụ lý đã ra dòng tôi mà nó. Mà bà. Sư có gửi với ngài ấy, bởi vì các câu chuyện này nó hơi bị dài. Các câu chuyện này hơi bị dài và sư sợ rằng Phật tử sẽ không hiểu các câu chuyện. Bởi vì trong các câu chuyện này nó liên quan đến hai vị vua. Vị vua đầu tiên chính là Mahasutasoma là một vị vua thiện trí. Thứ hai là vị vua Brahmadatta là vị vua độc ác, là vị vua này thích ăn thịt người. Thì trong hai cái câu, trong cái câu chuyện này nó có một cái câu chuyện rất là dài về về cái sự kiện này. Thì sư có tác bạch với ngài ấy là mong ngài sẽ dạy kỹ hơn về câu chuyện, bởi vì sư sợ rằng Phật tử sẽ không hiểu. Đó. Sư có tác bạch với ngài rằng thỉnh ngài giảng kỹ hơn về các câu chuyện, bởi vì câu chuyện rất là quan trọng. Nếu mà các câu chuyện này không diễn giải rõ thì sợ Phật tử sẽ không hiểu. Hay lo do ni lo nên lo ya ni lo along lo ma tu da do ma men di nên da bu na ne tui re nên da bu na wo yo de de sa san ne Azriya, Azriya, Siya, Siya, Azriya, Siya, 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 Raza Blenbo, Dembe Lai Bari. Soro, Diniya Maha, Kuna Ka Biyo Vire Sikar Kune Ne Chane. Mama. Soro, Diniya Maha, Diran Jane Re Ludiya Go, Kutair Khayado Me, Shishan Dajo Me, Sore Niya Maha, Madabe Ne, thì ấy là khuyên bê bà lo đóng số lo bên nhà má mía bà u, cho nên đi nhà má tu đạo mà mẹ ngà mẹ này phản đi anh ấy nè, thì ấy là khuyên bê bà số hoa, bồi đi đà ra lo bê lại đi, đi ra nhà nè để tu đạo mà go, thì ấy khuyên bê lại đi số ra bây giờ này đi nhà má sinh ra bố ga, à cái gì đó, má tu đạo mà mẹ đi hoài cái khen ga mà mai mà gặp biểu số khi mình suy nghĩ, ngủ đã lên nhà biểu số khi mình suy nghĩ,
Cũng vậy, ngài tiếp tục ngài kể các câu chuyện, đó chính là gì? À, vua Đức và Đức vua Brahmadatta là một người, là một kẻ sát nhân, à, thích ăn thịt người. Thì à, vị vua đó bị dân chúng trong quốc độ đuổi ra, và vị vua đó vào rừng để mà tìm cách giết người để mà ăn thịt đó. Thì à, khi mà tìm cách giết người ăn thịt như vậy, thì Đức vua Brahmadatta này có bắt, à, có đi bắt, à, đi bắt ngài Mahasuta Soma là Đức vua Hiền Trí đó, để mà đem về mà tế lễ đó. Thì à, trong lúc bắt như vậy, bởi vì sao, trong cái câu chuyện này ấy, thì nó có một cái vấn đề đặc biệt là sao, vấn đề đặc biệt rằng là hai vị vua này ấy, lúc mà còn làm là vương tử, khi mà vẫn là vương tử ấy, thì hai người này là học chung nhau một ngôi trường, là hai người đã từng chung, đã biết nhau từ lúc trẻ rồi đó. Khi học xong ấy, về thì mỗi vị cai trị một quốc độ. Đức Mahasuta Soma thì cai trị ở quốc độ Kuru, còn Đức vua, Đức vương tử Brahmadatta thì cai trị ở kinh thành Balanai đó. Nhưng mà Đức vua Balanai này, Brahmadatta thì trở thành một kẻ sát nhân. Thì sau khi trở thành kẻ sát nhân như vậy, thì Đức vua kẻ sát nhân này đi tìm cách để mà bắt Đức vua Mahasuta Soma để mà tế lễ. Sau khi bắt xong ấy, thì trong lúc đi như vậy ấy, thì Mahasuta Soma có xin phép kẻ sát nhân một điều rằng hãy thả cho Đức vua Mahasuta một ngày để mà về để mà giải quyết những cái vấn đề chưa giải quyết xong đó. Thì vấn đề chưa giải quyết xong chính là gì, chính là có một vị Bà La Môn. Vì Bà La Môn tức là Nanda, vì Bà La Môn Nanda này ấy, là một vị thầy, là một người đang muốn giảng dạy bốn cái câu kệ của Đức Phật Kassapa. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời điểm mà Đức vua Mahasuta Soma này xuất hiện trên thế gian là vào cái thời kỳ Đức Phật Kassapa, giáo pháp Đức Phật Kassapa, nhưng mà trong cái thời điểm rằng giáo pháp đang bị hoại diệt đó. Thì khi mà bị kẻ sát nhân này bắt đi ấy, thì Đức vua xin kẻ sát nhân này hãy cho phép dừng lại một ngày, từ từ đã giết, từ từ rồi giết, hôm nay đừng giết, cho tôi xin một ngày để tôi về tôi giải quyết, tôi lắng nghe cái bài pháp mà do ông Bà La Môn Đanh Đá này sẽ thuyết cho tôi nghe. Và cái bài pháp đó là gì? Cái bài pháp đó chính là cái bài pháp của Đức Phật Kassapa. Bài pháp đó gồm bốn câu kệ đó. Thì Đức vua Mahasuta Soma xin ông kẻ sát nhân như vậy. Thì kẻ sát nhân này bởi vì biết được, bởi vì đã từng quen với nhau rồi, đã từng biết nhau lúc trẻ học với nhau rồi, biết rằng ấy, Mahasuta Soma là một người không bao giờ biết nói dối. Cái sự trung thực tuyệt đối, ngài không bao giờ nói lời gian dối. Đó, thì kẻ sát nhân này hiểu được điều đó. Đó, sau khi mà Đức vua Mahasuta Soma xin phép như vậy, thì kẻ sát nhân này cũng đồng ý rằng sẽ cho Đức vua Mahasuta trở về cung điện trong vòng một ngày, rồi bắt đầu ngày mai hứa sẽ trở về lại cái khu rừng này để mà kẻ sát nhân này giết hại, làm thịt để mà tế lễ cho cái buổi lễ mà kẻ sát nhân này đang muốn làm đó. Thì kẻ sát nhân này đồng tình đó. Thì sau khi đồng tình xong ấy, thì kẻ sát nhân này thả Đức vua Mahasuta Soma trở về cung điện gặp ông Bà La Môn Nanda để mà để thỉnh mời ông Bà La Môn Nanda này thuyết một cái bài pháp của Đức Phật với bốn bài kệ. Cũng vậy, ngài nói rằng từ cái điều đó Đức vua Mahasuta Soma là một người trung thực,
không bao giờ nói dối. Thì từ cái vấn đề đó, ngài Tông Tạng 11 ngài nói rằng là này các Phật tử, các thiện nam tín tử, chúng ta cũng phải giống như là gì mà Mahasutta Soma vậy, chúng ta cũng không nên gian dối mà chúng ta cần phải sống trung thực, giống như là Mahasutta Soma đức vua vậy, đức vua Mahasutta Soma vậy. Chúng ta cần phải phát triển cái hạnh rằng không nói dối, luôn luôn trung thực. Thì bây giờ lâm nhau là bây giờ nay nó bây giờ nay nó giao được làm cho đến season thay ra đang bảo về nay đã bông na này tuổi rồi nay đã bông na có thể đi sang gia du có thể đi du số rồi tuổi rồi mới rồi đi sang cái điều ra ra bên ngoài tiền bây giờ gì rồi nay đã bông na ra ra bên ngoài giao qua rồi đi nhà mà xin ra bông ra ra bên số đi mà tam gì ông chủ men lâu đời bao giờ đã để mà tiếc khi nhà này này chết bà đấy mà cha cha bao giờ này bao giờ mà ra ra bên này bao tiếc khi nhà bà vô tại vì mẹ đi nè đi xin đi nhà má mà giờ ta chỉ để nãy đã bảo là ra ra bên này bao giờ bỏ ra ai xuân nhau lấy xuân nhau nhà nhà xuân bây giờ hồi đấy thì ya em ai xuân ta đi giang số là thiên cha bà đấy. Cũng vậy, sau khi đức vua Mahasutta Soma trở về lại cung điện, trở về cung điện thì sau khi trở về cung điện ấy thì đức vua thỉnh mời ông bà La Môn Nan Đá lên cái ghế của đức vua đó, ngồi lên chiếc ghế của nhà vua để mà thuyết cái bài pháp của đức Phật Kassapa đó. Rất là bởi vì sao mà đức vua Mahasutta Soma lại dám làm như vậy, bởi vì sao chiếc ghế của nhà vua đó cái nơi mà nhà vua ngồi đó chỉ có đức vua ngồi thôi, không ai được ngồi hết. Và mà lý do tại sao ấy, ông bà La Môn Nan Đá chỉ là một người dân thường thôi, là một người bình thường thôi, mà tại sao đức vua lại bảo rằng ông Nan Đá này hãy ngồi lên chiếc ghế của vua đó, chiếc ghế an vị của vua đó mà thuyết cái bài pháp đó của đức Phật Kassapa? Bởi vì sao? Bởi vì đức vua Mahasutta Soma rất là cung kính giáo pháp, rất là cung kính giáo pháp. Chính vì cái sự cung kính giáo pháp đó mà thỉnh ông bà La Môn Nan Đá ngồi lên cái ghế của nhà vua đó để mà thuyết pháp, để mà nói pháp, nói bốn cái câu kệ của đức Phật Kassapa. Mà trong cái thời kỳ giáo pháp của đức Phật Kassapa đang gì, đang sắp hội diện. Ai lo lên mai tha biro dia na ya me biro ari ma nana bona di lo ai thi ga sao go thau de thau biro sa ywa la biro katapa nyat swa bya ho cha do mu an do dia ga tha le bok go yakhu lo ywa pya ba de. Cũng vậy, sau khi đức vua Mahasutta Soma thỉnh mời ông bà La Môn Nan Đá lên chiếc ghế của nhà vua đó, ngồi lên và thỉnh ông Nan Đá, ông Bà La Môn Nan Đá thuyết bài pháp của đức Phật Kassapa còn lại đó, thì nhà vua ngồi ở dưới chắp tay, đưa một người bình thường lên, ông Nan Đá, ông Bà La Môn Nan Đá ngồi lên cái ghế nhà vua đó để mà thuyết pháp đó, thì ông Nan Đá bắt đầu đọc bốn bài kệ của đức Phật Kassapa. Thì dewa tuda doma babi hodi tamagamo ba nang dengga di bale di nam baji kohu dengga mo di khara ko jaja bare nolong sole bia lele bagi dewa tuda doma babi hodi tamagamo ba nang dengga di bale di nam baji kohu dengga mo. Thì trong bốn cái bài kệ đó thì ngài Tông Tạng 11 có đọc một bài kệ đầu tiên, thì sư cũng xin đọc cái bài kệ đó bằng cái từ bằng Bali Miến luôn. Sư sẽ đọc hai thứ, thứ nhất là Bali Miến và Bali Việt. Ta ki de wa tu ta to ma te bi ho ti ta ma ga mo ta nang ti.
xem tổ bốc vô vô. Chẳng đá đu gà yá ong sông xào biên nàng đê. Sinh yá đu gà mà yá ong sông xào biên nàng đê. Nó đê xe gà lưu mạnh nè. Lưu yông mà lưu mạnh nè. Dì mong nhá dọa bóng lê sê sàn yá bà đô lê. Ê đi lưu mạnh nè bóng sê bóng lê sê sàn yên đi. Bóng lê sê sàn tổ bốc vô vô. Chẳng đá yá ong mà sông xào nàng bà. Sinh yá đu gà vô là yá xì bà đi. Số lô đá gà rô. Bây giờ chị đưa con này bóng lên sức sản để bố gồ hà chán bà rè. Lưu mai này bóng lên sức sản để bố gồ hà sinh yê rè. Lô ấy lô sô lô đà bà bè. Cũng vậy, cái bài kệ đầu tiên, các bài đặc kệ đầu tiên, thì cái bài kệ này có hai ý chính. Thứ nhất là gì? Khi chúng ta có cơ hội thân cận bậc thiền trí, bậc hiền nhân, những người thiền trí hiền nhân, thì chúng ta sẽ được sẽ được hạnh phúc an lạc, chúng ta sẽ được vô số những điều lợi lạc. Đó là ý đầu tiên. Cũng vậy, nhưng mà nếu chúng ta thân cận với kẻ xấu ác á, những người xấu ác á, thì chúng ta sẽ bị thiệt hại và khổ đau. Đó là hai ý. Đầu tiên là gì? Là khi chúng ta thân cận những bậc thiền trí hiện nhân, chúng ta sẽ được nhiều lợi lạc, được an vui, được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta thân cận kẻ xấu thì chúng ta sẽ bị thiệt hại khổ đau. ဒီညာရှိတဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးနည်းငယ်ရှင်းနေပြပြမယ်ဆိုရင်ဒီညာရှိသူတို့ကောင်းဆိုတာအားလုံးကိုယ်အတွက်ဒီညာအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မဲ့သကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲလိုမိမိသူတို့ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်တွေကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုမကြံဘူး ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုကြံဘူးကောင်းတဲ့စကားတွေကိုသာပြောတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြံစင်ဆိုကြံစေတယ်ဒါလည်းရံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရှိသူတို့ကောင်းဆိုတာဒုစရတရားစေပါးကိုရှောင်ကျင်တယ်မလုပ်ဘူးဒုစရတရားစေပါးကိုကျင့်သုံးတယ်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာကျင်နာစိတ်တွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဟာကောင်းတဲ့အလ
lưu đề đàn nè, mấy vị vị sĩ tu miya, bê đề gàn nè, lưu đề đàn nè, băng ngà rinh gò lưu đề xoan băng ngà giang sê, à mì sĩ sinh là bò gò rinh gò bê đề dưới đề, sàn tên giang sâu đà mà lưu đề, xê yong yi rùi lưu đề, bì nhà yê đà nà, giai mà yê đà nà, đi là sâu đi rê, ngà bà đi là càng ngà bà lưu hong thịnh nè, tu miya đè mặt đài bù, tu miya ưu giá mà đi à mì yu, tình bà, tu miya hình đào yên bà phía sĩ bù, lên mà biểu vũ mua cái siêu mà đông vô gang ngáp vào luồng thế này mới đạp qua để mới vào lối chui để sao đi anh em đi lô con đấy lô đi lô để cả mà ai đi bên nhà chỉ đồ con đấy bằng này xem đồ bao giờ đi để xin ví dụ bán mà lấy về xin đồ cả nhà vũ chăn đà để đi qua để nấp qua yểu qua để cả mà lấy về lúc qua nấp qua nhà ví dụ lúc chăn đà nấp chăn đà khán giả nhà nói chung nấp bán chăn đà đi ông khán giả nhà vào đấy lưu mai sửa ra ga ro tiếp tục ngày ngày tâm tạng 11 có giải thích về cho chúng ta hiểu về như thế nào là bậc thiện trí, như thế nào là bậc hiền nhân. Bậc thiện trí là sao? Là bậc thiện trí không bao giờ nói những lời nói những cái câu, những lời nói đem đau khổ cho người khác, mà bậc thiện trí luôn luôn nói những điều tốt đẹp để đưa đến sự an vui cho chính mình và người khác. Bậc thiện trí không bao giờ làm những điều xấu ác đối với người khác, không bao giờ hành động sử dụng cái thân thể này làm những điều xấu ác để làm đau khổ chúng sanh khác, mà bậc thiện trí luôn luôn làm những cái công việc tốt đẹp để đưa đến cái sự lợi ích cho chính mình và người khác. Cũng vậy, bậc thiện trí cũng không bao giờ suy nghĩ những điều xấu ác đối với người khác, không bao giờ có những cái ý niệm bất thiện đối với những chúng sanh khác, đối với những người bên ngoài. Bậc thiện trí luôn luôn suy nghĩ những điều tốt đẹp, luôn luôn suy nghĩ những điều chân chánh tốt đẹp đó. Cũng vậy, bậc thiện trí không bao giờ tạo ra những cái bất thiện, 10 bất thiện, mà sẽ tạo ra gì? Thập thiện, sẽ tạo ra 10 cái thiện pháp đó.
Cũng vậy, bậc thiện trí là như thế nào? Bậc thiện trí luôn luôn sống trong tâm từ, luôn luôn sống trong tâm bi, luôn luôn sống trong tâm hỷ và luôn luôn sống trong tâm xả. Đó, khi mình có cơ hội mình thân cận với những bậc thiện trí như vậy thì chúng ta thế nào? Chúng ta sẽ được, chúng ta sẽ có được những điều đốc, những điều lợi lạc, chúng ta sẽ tốt đẹp giống như các vị. Đó, khi chúng ta thân cận những bậc thiện trí, chúng ta thân cận bằng những bậc thiện trí, chúng ta sẽ được an lạc, được hạnh phúc, được tốt đẹp, được tất cả những điều cao quý trên thế gian. Đó, khi chúng ta có cơ hội chúng ta thân cận được bậc thiện trí thì bậc thiện trí sẽ dạy chúng ta cách chúng ta tạo ra phước thiện, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm những điều tốt đẹp, chúng ta cúng dường những cái phước lành như đa ná. Đó, không những mà chúng ta tạo ra những cái phước lành đa ná mà chúng ta còn phải gì, chúng ta giữ giới, chúng ta tạo những cái phước hành về giới như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Đó, chúng ta sẽ tạo, chúng ta sẽ biết gìn giữ giới lành. Cũng vậy, rồi chúng ta tu tập, chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập Phavana. Đó, rồi khi chúng ta tạo ra những cái phước lành như vậy thì chính những cái nền tảng phước lành đó sẽ đưa chúng ta tái sanh vào cõi trời, cõi người, ngay cả đạt được sự giác ngộ. Đó, tất cả những sự thành tựu tốt đẹp đó đến từ gì? Đến từ việc mà chúng ta biết thân cận những bậc thiện trí. Bậc thiện trí sẽ đem đến cái sự tốt đẹp của chúng ta. Nào tâm loại mua nhà giàu tuổi này tham ăn lấy về con nhà đủ rồi đi mày giàu bu à bên ngay ye go giàu mày trời sáng bu giàu mày bây giờ đủ rồi bu giàu mày ấy lo xin đâu cả rồi rồi số rồi nhân cái bài đấy. Cũng vậy, tiếp tục ngài giải thích thêm về kẻ xấu ác, đúng không? Như lúc nãy ngài nói rằng khi chúng ta thân cận bậc thiện trí thì sao, thì chúng ta sẽ được những điều tốt đẹp, đúng không? Còn đối với những người xấu ác thì sao? Những người xấu ác ấy, để họ tìm cái sự tốt đẹp cho bản thân của họ, họ tìm cái sự tốt đẹp, cái sự lợi lạc cho gia đình của họ, cho thân quyến của họ ấy, thì những người xấu ác đó họ sẽ làm gì? Họ sẽ không làm những điều thiện mà họ sẽ làm những cái điều ác. Đó, họ muốn tìm cái lợi ích này, họ muốn tìm cái lợi ích kia, họ muốn thành đạt lợi ích này, thành đạt lợi ích kia. Người đó muốn đạt được cái lợi ích này, lợi ích kia, thì kẻ xấu họ sẽ tìm mọi cách, họ sẽ tìm ra những cái điều xấu ác người ta làm. Đó, để người ta đạt được cái mong muốn của người ta. Đó, đối với kẻ người bậc thiện trí ấy, thì cố gắng làm những điều tốt để đem đến sự an vui cho chính mình và người khác. Còn kẻ xấu ấy, thì cố gắng làm những điều xấu ác để tìm sự an vui cho mình và người khác, cho chính mình, đó, cho thân quý của mình. Đó, kẻ xấu luôn luôn làm những việc ác như vậy. Cũng vậy, khi mà chúng ta thân cận với những người xấu ác như vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ xấu giống như là kẻ xấu vậy. Khi chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta dính vào trong cái xấu đó ấy, thì sao? Thì chúng ta sẽ tạo ra những cái bất thiện, chúng ta sẽ tạo ra vô số bất thiện. Chúng ta sẽ không gìn giữ giới hạnh trong sạch. Chúng ta sẽ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Rồi chúng ta không biết cách bố thí. Rồi chúng ta không cung kính với những người đáng kính, đối với cha mẹ, đối với chư tăng, đối với những bậc đáng kính. Đó, bởi vì sao? Bởi vì sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì chúng ta thân cận những kẻ xấu. Chính vì thân cận những kẻ xấu đó mà dẫn đến chúng ta xấu ác. Đó, khi chúng ta xấu ác thì sao? Rồi chúng ta sẽ tạo ra những điều xấu ác. Chúng ta sẽ sống phạm pháp. Khi chúng ta sống phạm pháp thì chúng ta sao? Chúng ta sẽ bị ở tù đây, bị những cái trường hợp mà đau khổ trong cuộc sống. Cũng vậy, ngài nói rằng khi mà chúng ta dính vào trong xấu ác ấy, chỉ không dừng lại chỗ đó
mà chính những việc xấu ác đó sẽ đưa chúng ta đọa vào bốn đường ác đạo, sẽ đưa chúng ta vào cảnh khổ, đưa chúng ta vào những cái cảnh giới đau khổ mà không khi nào dừng lại đó. Chính vì vậy khi chúng ta thân cận kẻ xấu thì chúng ta sẽ dẫn đến gì? Sự bất lợi, sự hư hoại, bất lợi rất là nhiều. Tiếp tục ông Bà La Môn Nanda ngồi trên cái chiếc ghế của nhà vua ấy, thì tiếp tục ông Nanda này đọc cái câu kệ thứ hai của Đức Phật Kassapa để lại. Cái câu kệ thứ hai chính là gì? Tebi re wa tama de tha tebi kau be tha pang thong wang ta trang ta dam ma miền nhà ya te yo ho ti na ba ti yo sabbi re va sa ma se tha sabbi ku kup be tha sang tha vang sa tang sat dam ma man nhà ya se yo ho ti na ba ti yo. Đó là cái câu kệ thứ hai mà ông Bà La Môn Nanda giảng cho Đức Vua. Diya gharaye, diya diya gharaye, soloye de begaro. Inyashi duro gondo ne ba bangde sesan ba. Inyashi duro gondo ne bangde sesan ne adwe ja. Ashong mashi ba wu, nyata shi ba re, lo soloye shi ba re. Cũng vậy, cái câu kệ thứ hai này có nghĩa rằng á, khuyên chúng ta, cái câu kệ thứ hai này có nghĩa rằng là nên thân cận bậc thiện trí hiền nhân, là khuyên chúng ta nên thân cận bậc thiện trí hiền nhân. Và khi chúng ta thân cận bậc thiện trí hiền nhân ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị thiệt hại mà chúng ta sẽ được sự lợi lạc, sự an vui đó. Thì bài kệ thứ hai có nghĩa như vậy. အမြဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။သွားသောသူဆရာတော်ရောတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ကိုစိတ်ကနေဆေဘောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတယ်။မာတိကရတရားသုံးခုနဲ့ရေကုသလပြင်းနေမှာတပြုတ်တညာရပြီးတော့ဘောရမတွေဘောသမ္မာပန်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာ ဒီဇဝေကင်္ဂါဟုအဘဝင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မကတ္တပအရှင်မကတ္တပရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမဂ္ဂလံရှင်မကတ္တပစသရှိတဲ့ပါရမီရှင်တွေဣခိရောဂောရမေခေမထေရီအစရှိတဲ့ပါရမီရှင်တွေအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေများစွာတရားထူးတရားညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကို Cũng vậy, ngài đưa ra một cái ví dụ, ngài tiếp tục ngài diễn giải như thế nào là nên thân cận bậc thiện trí. Thì cái từ bậc thiện trí này ấy, rất là thâm sâu. Thì ngài cứ đưa ra một ví dụ giống như là Đức Phật của chúng ta vậy. Đức Phật của chúng ta giống như là một bậc thiện trí. Khi ngài là một vị thái tử Siddhartha đúng không? Ngài vào rừng, ngài tu tập trong 6 năm và ngày cuối cùng ngài đắc đạo quả chánh đẳng giác đó. Thì sau khi ngài trở thành một vị chánh đẳng giác thì sao? Ngài đưa đến vô số cái sự lợi lạc cho chúng sanh. Ví dụ như là năm anh em Kiều Trì Trần Như chứng đắc đạo quả niết bàn, rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Kassapa, ngài Nanda, đủ rất là nhiều vị. Nói chung ngài ngài thiền sư ngài Tâm Tạng Mô nói rằng khi Đức Phật xuất hiện ở đời ấy, bậc thiện trí chính là Đức Phật đó xuất hiện ở đời ấy, ngài trở thành một vị chánh đẳng giác ấy. Ngài đưa đến rất là nhiều người chứng đắc đạo quả, chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. Ngài đem đến vô số lợi lạc cho chúng sanh. Đó, như chúng ta đã thấy. Ngài thu phổ lưu yá la ông bà ra mì thu mì xí yá rè bố gồ chô chô miá dọa rô hà lê vè bú tu dì mô à nè nè xóa phía đi yá gồ nà yá quân yá yá rè khá mà tu chân là nè chân là nè miá dọa khán sá thua chá yá bà rè. Cũng
ညစွာဘုရားဆိုတဲ့ပညာရှိသူတို့ကောင်းကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆစ်ဆံခွင့်ရနေရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲညစွာဘုရားမရှိတော့စေကမူလဲပဲညစွာဘုရားဟောကြားအပ်တော်တရားဒေသနာတော်တွေညစွာညစွာတို့ကိုဆရာတော်တို့တရားတော်မတွေနာကြားခွင့်ရနေရတယ်သိခွင့်ရနေကြတယ်ဒီတော့အဲ့လိုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေ နာကြခွင့်ရသိခွင့်ရနေကြတို့ဒီတရားတော်ကလာတဲ့အတိုင်းဩဒါအစိုးနဲ့ကောင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ကြတယ်ဩပဏာတိပါဒသူများတဲ့တတ္တမကောင်းကိုအာရိနာဒါနသူများဥစ္စာမတရားယူတာမကောင်းကိုကာမေသူမိစ္ဆာစာရသူများအိမ်ထောင်ရဲ့ဖြစ်စီတာမကောင်းကိုစသည်အားဖြင့်သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ပေးနဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့ဒါနလုပ်တာကောင်းတယ် ကိုယ့်ပြည့်စုံတရားလူတိုင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့လူရတယ်မိဖဘပြုစုလုပ်ကြရတာကောင်းတယ်သိခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရအရာမိဖပြုစုလုပ်ကြရတယ်တဖက်သားပေါ်မှာကောင်းစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာဘွားတာကောင်းတယ်ကရုဏာတရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီတာကောင်းတယ်လို့ဒီဟာတွေကိုဒီတရားတွေကို သိခွင့်ရတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တော့ချမ်းသာခွင့်ရရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့တရားဓမ္မတော်ဘုရားနာနေရတဲ့ဗျာဏဒဂါရမတွေမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပညာရှိသူတို့ကောင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆစ်ဆံခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအစိုးနဲ့ကောင်းရင်ခွဲခြားသိခွင့်ရရတယ်သိခွင့်ရတော့အစိုးကိုရှောင်နိုင်ရတဲ့အကောင်းကိုဆောင်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြော
Cũng vậy, Ngài tiếp tục giảng chúng ta hiểu về bậc thiện trí. Cũng giống như Đức Phật đúng không? Thì Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian, Ngài đưa đến biết bao nhiêu người, những cái lời dạy của Ngài đưa đến biết bao nhiêu người và chứng đắc đạo quả Niết Bàn, trở thành thánh nhân. Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì cũng vậy, Đức Phật cũng chính là giống như bậc thiện trí vậy. Khi chúng ta thân cận Đức Phật ấy, thì chúng ta sẽ không chúng ta sẽ được vô chúng ta sẽ đạt được vô số điều lợi lạc đó, giống như các vị đệ tử của Đức Phật. Thì ngày 8 tạng 11, Ngài nói tiếp rằng ấy, tiếp tục ngay đến bây giờ, ngay trong bây giờ ngày 8 tạng 11 đang thuyết pháp, các nam nữ Phật tử Việt Nam đang nghe pháp đúng không? Thì khi chúng ta có cơ hội nghe giáo pháp này là cái giáo pháp này đến từ đâu? Là đến từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật của chúng ta chính là bậc thiện trí đó. Chính vì có sự xuất hiện của bậc thiện trí chính là Đức Phật đó, mà ngay bây giờ chúng ta có cơ hội chúng ta được học hỏi giáo pháp, lắng nghe giáo pháp. Khi chúng ta học hỏi giáo pháp, chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta sẽ có chánh kiến, chúng ta sẽ hiểu biết ra điều đúng, điều nên làm, điều không nên làm, điều tốt, điều xấu, chúng ta phân biệt được rất là rõ đó. Và chúng ta hiểu được cái sự lợi lạc, và chúng ta phải biết rằng khi có giáo pháp ấy, thì chúng ta hiểu được rằng mình cần phải làm gì, mình phải bố thí, mình phải trì giới, mình phải hành thiền, mình sẽ không tạo ra những cái điều bất thiện, mình phải gìn giữ giới hạnh trong sạch đó, rồi mình sẽ tạo ra những cái phước lành đó. Rồi ngay khi mà chúng ta tạo ra những cái điều tốt đẹp, chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta hành thiền, phải không, thì chính những cái phước lành đó sẽ đưa chúng ta sanh vào những cảnh giới an vui như cõi người cõi trời, và có khả năng giúp cho chúng ta đạt được sự giác ngộ đó. Chính là đâu? Chính đến từ cái sự giáo, đến từ cái sự xuất hiện của bậc thiện trí chính là Đức Phật đó. Bậc thiện trí làm ảnh hưởng, Đức Phật đã làm ảnh hưởng cho đến ngay bây giờ chúng ta luôn, cho đến bây giờ luôn đó. Chính những cái lời dạy của Ngài mà đem đến vô số lợi lạc cho chúng ta. Tiếp tục ông bà La Môn Nanh Đá tiếp tục đọc cái bài kệ thứ ba, cái bài kệ thứ ba cho Đức Vua, Đức Vua nghe. Bài kệ đó chính là gì? Di Yan Trị Huệ Ra Gia Rát Tha Tu Sai Trà A Tho Ta Rì Ram Bi Già Ràng U Bề Trị Ta Truyền Sa Đà Mô Na Già Ràng U Bề Trị Tàng Trô Hát Huệ Tết Bi Bờ Huệ Đã Giàn Trị. Chi răng ta tị về ra cha rát tha su chích ta
Atho sarirang bi caram ubeti satanja damona carang ubeti santo have sabbi bave da jamti. Jadi yang nyabara ya soalnya ni begaro. Kanji ojo main lo de bogori sire ya haro di. Tapi hong biro nausuma pisiare lo di lo ya hane ubama biara ware. Soro edi ke karonga beba madu de bao beba madu de de kama edi meni a miye tari o si yara. ไอ้บ่มาตัวเด็ดๆขึ้นมาเมียนทาริงโหสิยะตันติอุโชเมนโลเดบกโหสิเดเมียนทาสุราบ่มาบกโหนี่สิราเนี่ยมาดูเอาเซ็งนี่ชวยนี่ตะเก้ก็ยะระนาก้องซอนี่เนี่ยสิเสทาดาผู้ขึ้นมาก็เมียนเนี่ยไอ้บ่ตัวเด็ดๆเนียนเล่ไปสิมาเลยเมียนทาโหโหดอก็ก้องซอนี่สิแม้ เอ่ยหายยีสิเมบ่อะไรบ่ารอดาเนี่ยอธิกะก็บ่าสุรอดาเลยสอย่างอะเดมีสิเดเตเมอะยาวุฒุมันตะเมียรอดีตะเพียเพียเนี่ยฮ้องน้วนพี่รอนอกซ้อมมาปิสิยะยะเดสุบาซอก้องแกมาเปลี่ยนเนี่ยยะเดเลียนเปลี่ยนยีรอะเตเมชีวุเลียนเปลี่ยนยีรอหาเลยเวตะเพียเพียฮ้องน้วนพี่รอนอกซ้อมมาปิสิตัวยะยะมาจิเวตีเมียดาไม่ชีบ่าว ตะบอดราเป็นเลยที่มาตอนเนี่ยยะได้เต็มพอยิรวยครูษาเต็มพอยิรวยยังงอเต็มพอยิรวยหาแล้วเวตะเพียเพียเนี่ยห้องนั้นพี่รอนอกซ้อมมาปิสิตัวมาจิเวถาวรดีนั้นน่ะไม่ชีวุที่ก้มมามีชีมาตอนเนี่ยยะได้หมดดอกก็เลยยะถาเลยเสเป็นนี่สังเวยรวยดาเนี่ยแล้วเวตะเพียเพียเนี่ยห้องนั้นพี่รอนอกซ้อมมาปิสิตัวอ่ะ เมดีอวดดีหาเลยเวตะเพียเพียห้องนวลพี่รอนอกซ้อมมาปิสิตัวมาเวเมมี่รอบายสายเนี่ยเอ็งอยู่ใต้ด้วยดีรอเอตะมิชิเลยอะยาวุฒุมันตะเมียรอดีตะเพียเพียเนี่ยห้องนวลพี่รอนอกซ้อมมาปิสิตัวมาฤทธิ์เวบ้ามามีกูเด้ไอ้หลุสุรอดาตาจองเยปกโกบายมันบลาวเวตันโพจีจีอะไรสิงอะ Cũng vậy cái bài kể thứ thứ tất cả mọi thứ cái gì có mặt rồi cũng dẫn đến sự hư hoại. Thì để diễn giải chi tiết cái bài kệ thứ ba này ấy, thì cái bài kệ thứ ba này có nói về cái chiếc xe của nhà vua, chiếc xe ngựa đó. Hồi xưa ấy, các vị vua chúa, những vị vương giả đó sẽ đi bằng xe ngựa. Nhưng mà khi đi bằng xe ngựa ấy, thì cái xe ngựa đó sẽ được điểm trang rất là nhiều những thứ quý giá như là vàng, bạc, châu báu, và sẽ được điểm trang rất là những cái thứ quý giá lên cái chiếc xe ngựa đó. Nếu một vị vua mà xuất hiện đi trên một cái chiếc xe ngựa đó thì chiếc xe ngựa đó sẽ điểm trang, sẽ trang trí rất là nhiều những thứ quý báu trên chiếc xe đó. Đó. Thì cái bài kệ thứ ba này có nói về cái chiếc xe ngựa của đức vua. Thì chiếc xe ngựa đó tuy rằng nó được trang trí rất là nhiều những vật châu báu đó, thì tuy rằng nó sang trọng, nó cao sang quyền quý như vậy ấy, thì cái sự cao sang quyền quý đó một ngày nào đó nó cũng tan rã hư hoại. Bởi vì sao? Bởi vì vô thường. Đó, chiếc xe đó trang hoàng đẹp đẽ thì một ngày nào đó cũng vô thường. Đó. Thì ngày tám tầng 11 ngày có chia sẻ thêm ấy, những cái thời như vậy ấy, thì các vị sẽ những vị mua sẽ đi bằng xe ngựa. Nhưng mà vào thời hiện đại này thì sao? Thời hiện đại này chúng ta sẽ đi bằng xe, những cái loại xe đẳng cấp khác, bằng nhiên liệu đó, như trong hiện tại chúng ta đã biết rõ đúng không? Thì những chiếc xe như vậy thì cái thời tùy thời điểm mà nó khác nhau như vậy, cái thời đại đó dùng như vậy, còn cái thời đại bây giờ thì dùng như vậy đó. Nhưng ngài nói rằng dù là có tốt đẹp đến đâu, dù có cao sang quý đến đâu thì sao, thì nó cũng dẫn đến cái sự vô thường, hư hoại, biến đổi. Cái gì bất cứ cái gì có mặt trên thế gian nó đều cũng phải biến đổi, hoại diệt, vô thường. Thì ngày tám tạng 11 ngài có nhắc rằng ngay cả những tài sản của mình cũng vậy.
ngay cả những cái tài sản của mình có bất kỳ cái tài sản nào, vàng bạc châu báu, những điều quý giá, những thứ quý giá trong cuộc sống của mình, trong gia đình của mình, bất kỳ những gì tốt đẹp ấy, thì tất cả những cái đồ giá trị đó thì một ngày nào đó nó gì, nó cũng hư hoại, mất mát, vô thường, biến đổi đó, nó không có sự gì tồn tại vĩnh cửu cả đó. Cũng vậy, dù có ai có giàu sang quý dù ai có giàu sang, ai có được cái tài sản lớn, thì cái tài sản đó, cái sự giàu sang đó cũng hoại diệt biến mất. Thì cũng vậy, cái bài kệ đó nhấn mạnh một điều rằng tất cả mọi thứ có mặt đều vô thường, biến đổi, không có gì là vĩnh cửu. Có vậy Đức Phật ngài dạy rằng á, và ngài Thích Tạng ngài dạy rằng á, đừng tự cao, đừng dính vào tham ái, đừng cho rằng tôi đang đẹp, tôi đang rất là xinh đẹp, hay là cái vật dụng tôi đang dùng rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ dính vào cái sự tham ái, tăng hát tham ái. Mình nghĩ rằng mình đẹp đúng không? Thì mình sẽ dính vào sự ham thích. Mình nghĩ rằng mình đang dùng cái đồ tốt đẹp hơn người khác không? Người kia dùng đồ không có tốt, không có chất lượng. Bản thân tôi là người dùng đồ chất lượng, tốt đẹp. Đó. Mình nghĩ như vậy thì sinh lòng ngã mạn. Đó. Mình cứ chấp dính vào cái tôi, cái của tôi, cái tài sản của tôi ấy. Đó. Thì khi mình chấp như vậy mình rơi vào tà kiến, mấy xà đức thi tà kiến. Đó, chúng ta sẽ rơi vào tà kiến. Thì đúng vậy, khi mà chúng ta sống vào chúng ta nghĩ rằng tôi của tôi, tài sản của tôi rất xinh đẹp, những cái đồ dùng tôi đang dùng rất là tốt, tôi hơn người khác. Đó, khi chúng ta dính vào những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ bị bất thiện. Cũng vậy, ngài nói rằng không những đồ dùng bị hư hoại, bị vô thường biến đổi, mà ngay cả cái sinh mạng của chúng ta cũng một ngày nào đó cũng già nua và dẫn đến sự chết. Có phải vậy không? Đúng không? Chúng ta còn khỏe, còn trẻ, còn mạnh đúng không? Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà một ngày nào đó cái cơ thể, cái sinh mạng của chúng ta nó sẽ thay đổi, vô thường biến đổi. Nó sẽ già đi. Khi nó già đi rồi sao? Rồi nó sẽ dẫn đến gì? Cái chết, đúng không? Thì một ngày nào đó chúng ta phải chết, chúng ta phải chấm dứt sinh mạng, chúng ta sẽ lìa khỏi cuộc đời này bằng cái sự chết. Đó. Cũng vậy, ngài nói rằng sự vô thường luôn luôn chinh phục chúng ta. Đó.
Chúng ta đừng nên tự hào, đừng nên dính mắc, đừng nghĩ rằng tôi đang đẹp. Bởi vì khi mình nghĩ rằng tôi đang đẹp ấy, thì chúng ta sẽ dính vào gì? Dính vào tham ái. Thì chính cái tham ái đó nó sẽ đưa chúng ta vào bốn đường hạt đạo, nó sẽ đưa chúng ta vào sự khổ đó. Rồi cứ nghĩ rằng tôi đang dùng những điều, những đồ tốt đẹp, tôi đang hơn người khác, đang hơn người này người kia, tôi có xe có cổ, đúng không? Thì khi mình tự hào như vậy thì mình dẫn đến cái lòng ngã mạn. Cái lòng ngã mạn đó có mặt thì sao? Thì chính cái lòng ngã mạn, cái sự ngã mạn đó, ma ná đó, ngã mạn, ma ná, thì cái lòng ngã mạn đó sẽ đưa đi đâu? Thì đưa chúng ta vào bốn đường ác đạo đó. Và chính những cái nhận thức sai lầm đó chính là gì? Chính là tà kiến. Những cái nhận thức sai lầm tà kiến đó sẽ đưa chúng ta rơi vào cảnh khổ. Cũng vậy, từ cái bài kệ thứ ba đó thì nó sẽ có hai ý. Ý đầu tiên là gì? Nói đến cái sự vô thường biến hoại, đúng không? Tất cả mọi thứ có mặt trên thế gian đều biến hoại, đều vô thường, đúng không? Đều biến đổi tất cả. Ngay cả cái sinh mạng của chúng ta nó cũng biến đổi, thay đổi vô thường. Đó là gì? Đến là dẫn đến cái sự chết đó. Thì tất cả mọi thứ trên có mặt trên thế gian đều vô thường biến đổi. Nhưng có một điều quan trọng đó là gì? Có một điều quan trọng đó chính là có một cái pháp mà không bao giờ bị hư hoại, bị biến đổi. Đó chính là pháp của bậc thánh nhân. Pháp của bậc thánh nhân ngược với pháp của thế gian. Và chúng ta xem lại, pháp của thế gian thì sao?
thì sẽ hư hoại, biến đổi vô thường. Đó, pháp của thế gian sẽ luôn luôn trên cái lộ trình biến đổi. Nhưng mà pháp của bậc thánh nhân thì sao? Pháp của bậc thánh nhân không bao giờ bị hư hoại, không bao giờ bị vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta thực hành cái pháp của bậc thánh nhân ấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn được an lạc, hạnh phúc cõi người, cõi trời, và ngay cả đạt được sự giác ngộ, đúng không? Khi chúng ta đạt được sự giác ngộ, chúng ta đạt được bốn đạo, bốn quả và niết bàn ấy, thì sao? Thì chúng ta đâu có hư hoại gì đâu. Đó, cái pháp của bậc thánh nhân luôn đi ngược với cái pháp thế gian. Pháp của thế gian luôn luôn biến đổi, thay đổi, biến chuyển vô thường. Còn pháp của bậc thánh nhân thì sao? Thì trường tồn. Thì pháp của thế gian luôn luôn bền bỉ, chắc chắn, không bị hư hoại. Đó, thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành pháp của bậc thánh nhân ấy, thì chúng ta sẽ được các cơ hội, chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta chưa đạt được sự giác ngộ niết bàn ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sanh vào những cảnh giới an vui như cõi người, cõi trời. Chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc, chúng ta luôn luôn sống trong sự tươi mát, sự tươi tỉnh. Đó, nhờ pháp của bậc thánh nhân. Cũng vậy, nhờ pháp của bậc thánh nhân ấy, thì chính nhờ cái pháp của bậc thánh nhân đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ biết cách tạo ra những cái phước lành, phước thiện. Chúng ta biết đúng, biết sai. Chúng ta biết bố thí, biết trì giới, biết hành thiền. Chúng ta tạo ra những điều tốt đẹp. Khi chúng ta tạo ra những điều tốt đẹp thì sao? Thì chính những điều tốt đẹp đó sẽ đưa đến cái sự an lạc cho mình và cho chính mình. Cũng vậy, đối với kẻ xấu thì sao? Đối với những người mà không thực hành pháp của bậc thánh nhân thì sao? Thì những người đó sẽ dính vào những cảnh khổ. Người đó sẽ tạo ra những điều bất thiện, tạo ra vô số những lỗi lầm. Chính những điều bất thiện, những lỗi lầm đó thì sao? Thì dẫn đến cái sự đau khổ, đọa lạc. Cũng vậy, chính vì vậy, ngay bây giờ tất cả những nam nữ Phật tử hãy cố gắng sống như là pháp của bậc thánh nhân vậy. Cũng vậy, cái bài kệ thứ tư do ông Bà La Môn Nan Đá đọc giảng dạy cho Đức Vua nghe, thì sư sẽ đọc lại bài kệ thứ tư, đó chính là Na biên sa du re bát tha vi sa du re ba rang ta mau đa ta ta da hu du re ta to ha we du ra ta rang wa đàn trị ta triền sa đa mô a ta triền sa ra giật trị Na phân cha du re bát tha vi cha du re ba rang sa mut đa sa ta da nu du re ta to ha we du ra ta năng vạ đàn ti sa tần cha đàm mô a tần cha ra cha ti. Đó là bài kệ thứ tư mà ông Bà La Môn Nan Đà đọc cho Đức Vua nghe. Thì năm ban lễ tia gà ra ye su lo yên đề bè sô gong gà nè mì yi ha em đang huy bà rè rè sô rô gong gà sô ra thì hên lè biên yi o gong gà lô kô ra bà vè Toro chile de gamari gong a helen ye yi ye yi ne chisa biro nere ba ma mesin a chile de gamma de ni nere guplo chemi an eleve gong a neha gong chisa biro nere de ni nere an isome ba ma mesin a jimesu an de ni nere erame the bottom of our avian web an chile gamma gong hang or ledine solo miyabu miyi or ledine solo yare Gong ghe ma mát đa yé lo mía vù, thán lo mía vù, ế lo mía vù. Mía yi ma mát đa yé lo yá rè, thán lo yá rè, ế lo yá rè, ế yi lo quá xá rè, em nè huế bà rè, gong ghe nè mía yi nó. Tiếp tục, Ngài diễn giải cái bài kệ thứ tư. Cái bài kệ thứ tư là sao? Thì Ngài nói rằng cái bài kệ thứ tư có nói về cái vấn đề giữa đất và bầu trời. Chúng ta thấy đất không? Đất và bầu trời nó gần nhau không? Nếu mà chúng ta nhìn vào bằng mắt thường ấy, chúng ta nghĩ rằng đất và bầu trời rất là gần nhau. Nó rất là gần nhau. Nhưng mà thật ra nó không gần nhau, nó rất là xa cách nhau. Bởi vì sao? Bởi vì đất ấy có tính chất khác nhau,
bầu trời có tính đất có tính chất khác nhau, hai cái đó nó không giống nhau, cái tính chất nó khác nhau. Chính vì cái tính chất khác nhau như vậy mà nó xa cách. Bởi vì sao? Thứ nhất ấy, khi mà chúng ta ở trên mặt đất ấy, thì chúng ta tay của chúng ta sẽ chạm vào đất, chúng ta sẽ ngồi trên đất được, chúng ta sẽ đứng trên đất được, chúng ta có thể làm mọi thứ trên đất được. Nhưng ở bầu trời thì chúng ta không thể làm được như vậy. Chúng ta không thể nằm ngủ trên bầu trời được. Chúng ta không thể lấy tay chúng ta với để chúng ta lấy bầu trời cũng không được. Đó. Ở dưới đất thì chúng ta làm được, nhưng ở bầu trời chúng ta không làm được việc đó. Chính vì cái sự khác biệt đó mà Ngài nói rằng ấy, giữa đất và trời ấy, nó khác nhau, nó cách xa nhau chứ không có gần gũi nhau. Tuy rằng chúng ta thấy bằng mắt tưởng rằng nó gần, nhưng mà thật ra trời và đất, bầu trời hay là dùng từ trời đi, trời và đất tuy gần nhau nhưng trời và đất thật sự cái tính chất nó khác nhau. Chính vì sự khác nhau đó mà trời và đất luôn cách xa nhau, thật sự nó thật sự rất là cách xa nhau. Rồi thì có người này nghĩ gì quý ra thì sao bao nhiêu giờ quý ra thì anh nạp bài sĩ để ở đây cả từ đầu gang tây an này lùm mai để áp chế bài. Cố vậy ngài cái bài kệ đưa ra cái ví dụ đó để nói rằng á, cái pháp của bậc thánh nhân và cái pháp của kẻ xấu ác nó xa nhau, nó cách xa nhau đằng đẵng luôn đó. Thì ngài nói như vậy thì trời và đất cách xa nhau, thì cũng giống như là cái pháp của bậc thánh nhân và cái pháp của kẻ xấu nó cũng cách xa nhau, nó khác biệt nhau, không bao giờ giống nhau cả. Chú xin các vị thay nhớ các mà nam mà nhớ xin nhớ là nhà nó đây ní cái đề lo nhà đấy, các vị nhớ nhớ xin nhớ là đấy các mà từ đầu con à con đây lâu đi lâu đây được chưa con nhà tu đi làm mà con chú khán giả mà bố lu mấy cái mà con đã lâu đây được chưa bây giờ tôi mày nhìn thấy xem bây giờ từ cái ai lo số rồi à lu mấy này là rồi con tây anh lu mấy tây số rồi em nè quê bà đấy lo ai lo số rồi đáp chế bà đấy. Cũng vậy ngài đưa ra một cái ví dụ rằng á khi một người xấu và một người tốt hay là một người thiện trí và một kẻ xấu ác ngồi chung với nhau ấy, tuy rằng hai người đó đang ngồi chung với nhau rất là gần gũi nhau đúng không, người xấu hay là người thiện trí và kẻ xấu ác đang ngồi chung với nhau, người thiện trí và kẻ xấu ác tuy ngồi chung với nhau bên cạnh nhau nhưng mà hai người đó lại khác biệt nhau, cách xa nhau rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì người mà thiện trí đó, người thiện trí thì sao, thì họ luôn luôn tìm những điều tốt đẹp, họ luôn luôn tạo ra những điều tốt đẹp, họ sẽ biết cách tạo ra những phước thiện phước lành. Còn kẻ xấu ác thì sao? Kẻ xấu ác thì không bao giờ làm những điều tốt đẹp, mà kẻ xấu ác luôn luôn tìm cách để làm những điều ác, tạo ra những cái việc bất thiện. Đó, tuy rằng người thiện trí và kẻ xấu ác bên cạnh nhau, gần nhau như vậy, nhưng mà mỗi người một thế giới, không ai giống ai cả. Người thiện trí thì làm những điều tốt đẹp, kẻ xấu ác thì làm những điều xấu ác, đó, tách rời nhau, xa biệt nhau, đó, tuy rằng hai người đó ở cạnh nhau, nhưng mà rất là xa nhau, đó, bởi vì sao? Bởi vì người thiện trí họ làm những điều tốt đẹp thì sao? Khi họ làm những điều tốt đẹp thì trong tương lai họ sẽ được an lạc, họ sẽ sanh vào những cảnh giới an lạc, họ sẽ đạt được sự an vui, đó, họ sẽ tái sanh về nơi tốt đẹp. Còn kẻ xấu ác thì sao? Kẻ xấu ác tạo ra những việc ác, làm những điều bất thiện, thì chắc chắn một ngày nào đó kẻ xấu ác sẽ đau khổ, sẽ bị đọa lạc vào bốn đường ác đạo, rơi vào những cảnh giới khổ đau trong tương lai. Đó, tuy rằng ở gần nhau nhưng mỗi người sẽ đi cái hướng khác nhau, một trời một vực. Chỉ là mà sống vào khu vực anh đi ai lo, tham ưu ra khu vực anh đi bê gan, em nói huề vào đấy, như tham ưu ra khu vực anh đi bê gan huề ra thế, sao bao nhiêu số huề để thì anh bảo là lúc nào gặp nhau đấy, từ lúc anh đi anh lùm anh đi áp chế bà đấy. Cũng vậy, cũng trong cái bài kệ thứ tư đó cũng có đưa ra một cái ví dụ giữa bờ biển bên này và bờ biển bên kia đúng không? Khi mà chúng ta đứng ở bờ biển bên này, chúng ta có nhìn được bờ biển bên kia không? Không thể được đúng không? Rất xa nhau bờ biển, biển nó rất là rộng mênh mông. Mà khi mà chúng ta ngồi ở bờ biển bên này thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy được cái bờ biển bên kia được. Nó cách xa nhau vô tận. Đó, cái đó rất là thực tế, rất là rõ ràng đúng không? Thì cũng như vậy,
Đối với pháp của bậc thiện trí và kẻ xấu ác cũng cách xa nhau như vậy, cũng giống như là hai bờ biển vậy đó, bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Không bao khi mình đứng bờ biển bên này mình không thể nhìn thấy được cái bờ biển kia. Cũng giống như vậy, hai cái bờ biển đó cũng ví dụ giống như là bậc pháp của bậc thiện trí và pháp của kẻ xấu ác đó. Tuy rằng vẫn là biển, tuy rằng vẫn là biển, vẫn là bờ biển, nhưng mà không bao giờ thấy nhau. Cũng giống như vậy, tuy rằng vẫn là bậc thiện trí và kẻ xấu ác, nhưng mà pháp của bậc thiện trí và pháp của kẻ xấu ác luôn luôn cách xa nhau, luôn luôn cách xa nhau, không bao giờ giống nhau, không đi chung một con đường. Mahatuda doma men go biamiro phobia ra soro mahatuda doma men di titiya gatha le bogo na ja la ya de ka ma amra ma wanya wan na biti phit de kaung lai de tiya twakha do dhammo tabawa ja lai de tiya de tu tabawa dhammo anit tara pi wa lai de tiya de taro dhammo dilo kaung de tiya dilo anit tara pi wa de tiya dilo tbo wa ja de tiya ko guma de jin de kha na khwin ya da chisu de na da sia de nanda bu na ko sia sia di nga ye akang su mai swe be de ai ma tiya ho pe de nanda bu na ko ma tu da to ma men ga akang su mai swe ne ne tat ma pi ro dhamma puja lu dai ma de a cũng vậy là sư nhắc lại cái này tí cái bốn bài kệ này rất là quý giá. Bởi vì sao? Cái bốn bài kệ này là của Đức Phật Kassapa. Chúng ta đang học cái pháp của Đức Phật Kassapa luôn. Cái bốn bài kệ này của Đức Phật quá khứ đó, Đức Phật Kassapa là Đức Phật trước Đức Phật Gotama. Thì bốn bài kệ này là của Đức Phật Kassapa do ông Bà La Môn Nanda giảng dạy lại cho Đức Vua. Giảng dạy lại cho Đức Vua đúng không? Thì Đức Vua đó chính là ai? Chính là Mahasuttasoma. Thì sau khi Đức Vua Mahasuttasoma lắng nghe ông Bà La Môn Nanda này giảng dạy xong bốn cái bài cái kệ này ấy, thì ông Đức Vua Mahasuttasoma này rất là hoan hỷ, rất là hân hoan hạnh phúc, giống như được vàng vậy đó. Sau khi ông Bà La Môn Nanda này giảng dạy xong bốn bài pháp này thì ông vua này rất là hoan hỷ, rất là cung kính và ban thưởng cho ông Bà La Môn Nanda này. Thì mà Mahatuda doma men thì đi tiya na ya de kha ma tu bro song phya de so yin a di lo kaung de tiya di lo ne tara pye wa de tiya di tiya ha taman nyan ne ho de tiya ma phit nan bu de tabiyuda nyan ne ho de tiya da phit ya me so bi lo ai lo le song phya ye sha nan ba de ba yang le Mahatuda doma men ko dai nga phya su pan tha de phya alang do phit lo cũng vậy. Sau khi Đức Vua Mahasuttasoma lắng nghe bốn bài kệ này xong ấy, thì ông Đức Vua này đem cái lòng hoan hỷ hân hoan hạnh phúc vô cùng tặng, và Đức Vua rất là tin tưởng rằng đây là chính là cái bài pháp, cái bài kệ của Đức Phật Kassapa, tin tưởng một cách tuyệt đối. Bởi vì sao? Tại sao mà ông Mahasuttasoma, Đức Vua Mahasuttasoma lại tin tưởng như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì Đức Vua Mahasuttasoma chính là Đại Bồ Tát, chính là một vị Phật trong tương lai. Bởi vì sao? Bởi vì có sự tương đồng lẫn nhau. Bởi vì sao? Bởi vì khi là Đại Bồ Tát ấy, cái trí tuệ của người Đại Bồ Tát, một vị Đại Bồ Tát không đơn giản, mọi người. Rất là cao siêu đó. Khi đọc cái bài kệ này ra là thì ông Mahasuttasoma, Đức Vua Mahasuttasoma sẽ tin tưởng chắc chắn rằng đây là lời dạy của Đức Phật Kassapa, có đặt trọn niềm tin và tin rằng đó là lời dạy của Đức Phật Kassapa. Cũng vậy, sau khi lắng nghe bốn bài kệ xong của ông Bà La Môn Nanda thì Đức Vua rất là hoan hỷ và ban thưởng cho ông Nanda. Thì chính thức là ban thưởng, nếu mà nói trong cái câu chuyện tiền thắng thì Đức Vua ban cho ông Nanda này 4.000 đồng tiền vàng. Như vậy. Nhưng mà cái này nó sợ bị ảnh hưởng đến cái bài pháp rất là dài, nên Ngài Tâm Tạng Người Mộc sẽ không nói tiếp về câu chuyện vì rất là dài, mà Ngài đặt trọng tâm vào bốn cái bài kệ này đó. Như vậy. Ok, xem nó. Cảm ơn, xin lỗi.
ဟိုအိမ်မှာတရားဒီနေရာမှာနန္ဒဘုံနာဝိမဘူဇာသူဘောဆိုရယ်ညာရဲ့ညာရဲ့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နန္ဒဘုံနာခန္ဓာရင်ရှိလို့သားလေးထောင်မဲ့လူကြီးရတာနော်ဆိုတော့အိပဲသွားပြီးတော့ကဲမာတုဒ္ဒသောမမင်းဒီဒီတရားနာကြရတဲ့အခါမှာအမရန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဟောငါတိပြောပြီးတိရံတိပဲဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရာစီကို အသက်ခံဖို့သွားတယ်အသက်ခံဖို့သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်စုံရွှင်ရွှင်ပြည့်စုံရွှင်ရွှင်သွားတယ်အရှင်လေးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုလေးလေးရွှင်ရွှင်နဲ့အသက်ခံဖို့ပြည့်စုံရွှင်ရွှင်သွားတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?ဒါတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ခံဖို့ဘယ်လိုသွားမလဲထွက်ပြေးမှာပေါ့။သူကဖျားလောင်းမို့တော့သာတတ္တိရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီတော့သေဘေးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြည့်စုံရွှင်ရွှ
Phật Kassapa xong ấy, thì ông Đức Vua Mahasutasoma tri ân và cảm ơn và ban thưởng cho ông Bà La Môn Ananda. Sau khi ban thưởng xong ấy, thì Đức Vua rất là hạnh phúc, rất là an lạc, rất là an lạc hạnh phúc khi có được bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa. Sau khi lắng nghe xong ấy, thì Đức Vua Mahasutasoma tiếp tục giữ cái lời hứa của mình. Cái lời hứa đó chính là gì? Đó là cái lời hứa với kẻ sát nhân. Lúc trước ấy, thì cách đó lúc nãy thì ngày Tổng Ngọc có dạy ấy, thì có nói rằng cái chia sẻ các câu chuyện đó, câu chuyện tiền thân đó, thì kẻ sát nhân này bắt cóc Đức Vua Mahasutasoma để mà giết ngài, đem ngài ra giết để mà tế lễ, đúng không? Thì đem ngài ra giết tế lễ, thì chuẩn bị giết ấy, thì Đức Vua Mahasutasoma lại xin kẻ sát nhân rằng hãy cho tôi về, trở về cung điện để tôi lắng nghe cái bài pháp của Đức Phật Kassapa. Thì kẻ sát nhân đã đồng ý cho trở về, bởi vì tin tưởng nhà vua. Bởi vì sao? Bởi vì lúc trẻ hai người là bạn với nhau, học chung lớp với nhau, rất là tin tưởng và biết rằng Đức Vua Mahasutasoma là một kẻ không là một người không bao giờ biết nói dối đó, không bao giờ nói dối. Thì sau khi lắng nghe bốn bài kệ đó xong thì Đức Vua Mahasutasoma trở về cái khu rừng của kẻ sát nhân đó để dâng hiến cái sinh mạng của mình cho kẻ sát nhân đó. Đó, để chấp nhận lời hứa của mình. Thì ngài Tổng Tài 11 ngày nói rằng đối với một kẻ bình thường thì không bao giờ làm vậy cả, đúng không? Tự nhiên một kẻ xấu bắt mình rồi thả mình đi, tất nhiên thì mình sẽ trốn, đúng không? Mình sẽ bỏ đi, không bao giờ mình trở lại cái khu rừng đó. Đối với một người bình thường sẽ làm như vậy, sẽ bỏ trốn. Khi mà được thả đi sẽ bỏ trốn, không bao giờ quay lại. Nhưng là Đức Đại Bồ Tát của chúng ta lại khác. Là một người, là một bậc thiện trí, là một bậc có uy lực, uy dũng, là một bậc có đầy đủ ba la mật. Ngài không bao giờ sợ hãi và ngài sẽ chấp nhận hy sinh cái sinh mạng của mình để giữ đúng cái lời hứa của mình, cái sự chân thật của mình, không bao giờ phá bỏ sự chân thật, không bao giờ nói dối, không bao giờ thất hứa, ngay cả hy sinh cái sinh mạng này. Đó, chính vì vậy, chính vì cái sự dũng cảm đó, chính vì cái sự ba la mật trọn vẹn đó, chính vì vậy mà Đức Vua Mahasutasoma trở về lại khu rừng và chấp nhận cái lời hứa và dâng hiến cái sinh mạng cho kẻ sát nhân. Cũng vậy, Đức Bồ Tát, Đức Vua Mahasutasoma
giữ cái lời hứa của mình và trở về khu rừng để kẻ sát nhân giết hại cái sinh mạng của mình để mà tế lễ. Thì khi mà đức vua trở về lại khu rừng ấy, thì khi đến khu rừng ấy thì đức vua rất là vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc, hân hoan mà không có một chút sợ hãi gì cả, đúng không? Nếu một người bình thường ấy mà trở về các cái nơi mà để mà kẻ sát nhân giết hại thì chúng ta sẽ nào? Chúng ta sẽ rất là sợ hãi, kinh khiếp, đúng không? Nhưng mà Đức Bồ Tát Mahasuttasoma lại sao? Lại vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc, rất là an lạc mà không có chuyện gì xảy ra, không có một chút sợ hãi gì cả. Khi kẻ sát nhân thấy được cái hình ảnh đó, thấy được cái cảnh như vậy, thấy rằng Đức Bồ Tát, Đức Vua Mahasuttasoma không có một chút sợ hãi nào cả. Khi đến để dâng cái sinh mạng cho mình để mình tế lễ thì sao? Thì ông sát nhân này ông thấy rằng kỳ lạ vậy, tại sao mà Đức Vua Mahasuttasoma lại vui vẻ hân hoan mà không có chút sợ hãi? Bởi vì vì Đức Vua tới khu rừng này chắc chắn sẽ bị tôi giết hại để mà tôi tế lễ. Tại sao sắp cận kề sự chết mà tại sao Đức Vua lại vui vẻ hân hoan như vậy? Thì cái ông sát nhân này ông bất ngờ. Ông hoài nghi, tại sao vậy? Một kẻ bình thường mới bị như vậy là sẽ rất là sợ hãi, mà tại sao Đức Vua lại vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan như vậy mà không có chút sợ hãi như vậy? Thì dẫn đến ông sát nhân này có vẻ hoài nghi, có vẻ cảm thấy nể, cảm thấy hoài nghi, thắc mắc. Đó, thấy cái hình ảnh như vậy. Thì đi áo thâu xa mẹ xô yên là nhất xô bia hô rè tì hà rai mà tì bì gà là lớn nhau này nên suy nghĩ đi xí để rồi là tin xa để cho nhau thì anh này để cái mà đi hành lễ về thì anh này để cứ đồ ha cho thì về mà lớn nhau này nên suy nghĩ đi xí để số bi rồi thì anh này để cái mà dùng dùng chơi chơi dùng dùng thì lên nào bộ gì chơi để nào bi rồi lên về nhất số bây giờ hồi đấy đi ở rồi ngô à là nên dùng bảo đảm rồi năng cái sao mi lo miền này chụp qua bi rồi ra anh ở phía đây ha à nè đấy ha sao đi vậy anh ấy lo nhớ rồi bây giờ hồi đấy đi ăn cúc 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 suy ra là lấy vật phải từ giờ phải lo ăn bả để bây giờ kiếm mà ba đi đi ăn nha anh lo xong rồi đi nè bây giờ mà đấy cũng vậy. Cái sự hân hoan vui vẻ của Đức Vua Mahasuttasoma là do cái nguyên nhân gì? Là do cái nguyên nhân là nghe được giáo pháp, nghe được chánh pháp, nghe được bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa. Khi nghe được bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa, Đức Vua hiểu ra, giác ngộ hiểu ra, thấy ra giáo pháp, hiểu ra giáo pháp, thì Đức Vua cảm thấy hân hoan vui vẻ hạnh phúc. Chính cái sự hân hoan vui vẻ đó chính là gì? Đến từ việc lắng nghe pháp bảo, lắng nghe giáo pháp. Thì cũng vì vậy ngài Tam Tạng 11 ngài nói rằng ấy, thì trong thời đại này bây giờ cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có cơ hội chúng ta nghe pháp hay là chúng ta đọc kinh á, thì sao? Thì chúng ta cũng có thể đạt được sự hạnh phúc an lạc, sự vui vẻ hân hoan. Đó, khi chúng ta có sự vui vẻ hân hoan thì nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những điều nguy hại. Đó chính cái năng lực đó. Bodhidara lusoyi na yang lo re soyan me Bodhidara me re duwa chao ne ra du du ang chao de Bodhidara ga a shin me yit ke la re no de dak khan bo la ra ma chao bu la de a elo me re Bodhidara di lo ma tu da to ma me ga ma chao ba bu kwa de a ma chao bu so ra de ho dak khan bo la ma chao bu ba a go shi le de a go shi ra bo kwa so yo di niya ma tia ne nyai bo ba de Tiếp tục, khi kẻ sát nhân thấy được cái hình ảnh, thấy được cái thái độ của Đức Vua Mahasuttasoma là sao? Là Đức Vua rất là vui vẻ hân hoan mà không có chút sợ hãi, ngay cả bản thân mình sắp chết, sắp bị giết hại, nhưng mà rất là vui vẻ. Khi mà kẻ sát nhân thấy được như vậy, cái cảnh như vậy ấy, thì kẻ sát nhân này cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ rằng tại sao vậy? Đức Vua sắp bị giết hại mà tại sao lại vui vẻ như vậy? Hay là ông ta đang có cái pháp nào đó, đang có được cái điều gì đó mà ông ta vui vẻ như vậy? Thì kẻ sát nhân này hoài nghi và hỏi Đức Vua Mahasuttasoma rằng này Đức Vua Mahasuttasoma, cái lý do tại sao ông sắp bị tôi giết hại để đem cái sinh mạng của ông đi tế lễ mà tại sao ông lại vui vẻ như vậy? Ông sắp chuẩn bị chết rồi đó mà tại sao ông vui vẻ như vậy? Cái pháp nào mà đưa đến cái sự vui vẻ cho ông, hạnh phúc cho ông? Cái pháp nào mà đưa đến cái sự không sợ hãi đối với ông?
Đó, thì kẻ sát nhân hỏi Đức Vua như vậy. Thì Đức Vua Mahasuttasoma trả lời rằng có chứ, có chứ, tôi có cái pháp chứ, có cái pháp để mà chúng để cho tôi vui vẻ đó. Thì Đức Vua trả lời rằng cái pháp đó chính là cái pháp của Đức Phật Kassapa, chính là bốn bài kệ. Cũng vậy, Đức Vua Mahasuttasoma tiếp tục trả lời với ông kẻ sát nhân rằng này kẻ sát nhân, ngươi hãy giết ta, không, ngươi giết ta. Nếu mà ngươi không giết ta, Đức Vua thuyết pháp cho kẻ sát nhân đó rằng là nếu mà ngươi không giết ta thì ta cũng vẫn chết thôi. Ngay bây giờ ngươi giết ta thì ta chết. Nhưng mà ngay cả ngươi không giết ta thì ta cũng vẫn chết. Bởi vì sao? Bởi vì đời sống vô thường. Ai rồi cũng đến một ngày nào đó cũng phải dẫn đến cái chết. Ai rồi cũng phải chết. Không có gì là tồn tại mà mãi cả. Già, bệnh rồi phải chết. Đó, đó là điều chắc chắn. Ngay bây giờ ngươi mà không giết ta thì sau này ta cũng vẫn chết. Cái sự chết luôn luôn tìm đến, không bao giờ không bao giờ là không chết cả. Giờ ấy lo mình ya về đi đó rồi khám à, bé bé khám lúc đó yếu chi đấy, con nhà tôi đi lúc qua nãy qua lúc chăn đã nãy chăn đã, nãy xuống nãy bên chăn đã thì ông yêu yếu chi đấy, có đi đó ra, giờ ngã đi vô mình cho vui xong ra, ấy lo ngã mà để tâm anh qua đó rồi khám à, con nhà tôi đi yêu vô lúc chăn đã nãy chăn đã nãy bên chăn đã yêu rồi cứ đồ con mình nhà ấy lâu ghê rồi qua. Nga dusre dia seva rin shang ge re dusre dia seva rin jeng ge re wa na bi ro shen shen jo me me nga gu wa te ka ba long wa shi de me ne kon lo phai na re phai ni di me ne tat bi ro nyang song na go pu zo me so bi ro me lout tha re net din pu zo ra me pu zo ra a pi shi de nga ga le net din go yong de pu zo de nga pu zo ra ga a pi mi shi bu nga bu zo ra ga phyang na ni nyi thwan bi ro mwe yin na ni phyang bi ro nat din bu zo re na bi ro lu lou bi ro ku do rin lou bi ro nat din mya we re nga nat bu zo yin di apit kin de atwe chang ku do be ai ku do chang nga te de kha ma be ro ma ape ma ja bu lu bwa nat bwa lu chan da nat chan da ya me naw so nat ban chan da thi aw ya me so ra nga yong ne nga ti de bori da ra mẹ ngã đại chiến bát ba để cái đam mê cái liên na để cả ruba, ye yên nhà vui bồ la bát đa vui đồ đi đồ bà lô cả đa mẹ có đam mê truy đồ có mà na đa ba ye, ngã đâm lang hoa có, ông nhà tu đi la bồ đưa lang nhau đi đi cha xin ra cái bì, con đại lô đến lâu đa cái này na bu zô ra cả mà biết kinh cái này bu zô cái này, đi cô tôi cho ngã đi ra cả mà phải mà bên mình giàu. Lúc chăn đàn này chăn đàn này bằng chăn đàn, em mới đi ra, đào mẹ ngã đại chiến, đại ngã đã sai chiến sang ngã đi vào mình chao bu để ai lo hồ để cả mà, mới đi ra chao đó ra, ha, chỗ đi ra bố ngã đi đi anh này alo, mỗi lúc chiến ngã đi, biết mình chỉ để mẹ nên đại là mẹ soi em, ngã biết em đang chỉ để đối chiếu ngã, rồi mà lúc qua này qua em mà mỗi đồ ngày em mà về cháu cháu cũng vậy, Đức Vua Mahasuttasoma tiếp tục giảng dạy giáo pháp cho kẻ sát nhân nghe. Thì Đức Vua tiếp tục nói rằng ai rồi cũng phải chết, ai rồi cũng phải chết, rồi cũng đến sự chết mà thôi. Đó. Thì cái quan trọng ấy, cái quan trọng sau khi mình chết ấy, thì mình sẽ tái sanh về đâu? Cái đó là quan trọng. Thì Đức Vua Mahasuttasoma nói với kẻ sát nhân là như vậy, sau khi mình chết mình sẽ tái sanh về đâu, mình sẽ sanh về cảnh giới nào, cái đó là điều quan trọng. Đó, cái điều quan trọng. Bởi vì sao? Đức Vua ngài nói rằng khi mình tạo ra những cái phước lành, mình tạo ra những điều tốt đẹp, mình làm những cái điều phước thiện,
thì chính những cái phước thiện, những cái công đức, những công hạnh, những cái việc lành đó sẽ đưa cho chúng ta sanh vào những cảnh giới an vui, tái sanh vào những cảnh giới hạnh phúc đó. Còn giống như là kẻ sát nhân, còn kẻ sát nhân thì sao? Kẻ sát nhân tạo ra những điều bất thiện, giống như là giết hại người này, giết hại người kia, ăn thịt người này, ăn thịt người kia. Như vậy, người kẻ sát nhân mà làm những việc bất thiện như vậy thì sao? Thì sẽ bị đọa vào bốn đường ác đạo, sẽ bị sanh vào những cảnh khổ đó. Thì trong cái câu chuyện này ấy, thì kẻ sát nhân này không phải giết, không phải bắt đức vua mà Hasutasoma, mà trong lúc đó có bắt thêm 101 vị vua khác nữa. Thì các câu chuyện này nếu mọi người đọc lại mọi người sẽ hiểu. Thì ngày tới tập 11 ngày không có nói kỹ thì sư sẽ nói lại cho mọi người hiểu. Thì trong cái câu chuyện này thì kẻ sát nhân này hay là gọi là kẻ ăn thịt, người ăn thịt người. Kẻ sát nhân này là một người thích ăn thịt người. Đó. Thì kẻ sát nhân này không những bắt đức vua mà Hasutasoma mà bắt luôn cả 101 vị vua khác trên cái đất nước đó, trên cái thời điểm đó. Đó. Sau khi đức vua mà Hasutasoma thuyết pháp xong, nói rõ giáo pháp cho kẻ sát nhân nghe, thì sau khi nghe được những điều như vậy ấy, thì kẻ sát nhân này có vẻ sợ hãi, có vẻ kính nể đức vua mà Hasutasoma. Sau khi lắng nghe đức vua mà Hasutasoma thuyết pháp xong ấy, thì kẻ sát nhân này có vẻ sợ hãi và kính nể đức vua mà Hasutasoma và quyết định rằng sẽ không giết hại đức vua nữa. Đó, sau khi đức vua thuyết pháp như vậy thì kẻ sát nhân này quyết định rằng sẽ không giết hại. Bởi vì sao? Bởi vì đức vua quá uy dũng, quá uy dũng. Cũng vậy, đức vua mà Hasutasoma tiếp tục nói với kẻ sát nhân rằng ấy, này kẻ sát nhân, tôi là một người tạo ra vô số phước thiện, tôi làm rất là nhiều công hành, tạo ra những cái phước lành, tạo ra vô số những công đức. Chính những cái phước lành, chính những cái phước thiện đó sẽ giúp cho tôi được an vui trong nhiều kiếp sống và ngay cả đạt được sự giác ngộ chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. Này kẻ sát nhân, tôi không còn sợ hãi gì cả. Nếu người muốn giết ta thì hãy giết đi. Ta không có một chút sợ hãi. Ta đang an trú trong giáo pháp. Ta luôn đang an lạc trong giáo pháp. Ta không có chút sợ hãi nào cả. Này kẻ sát nhân, ngươi hãy giết ta đi. Thì đức vua mà Hasutasoma nói như vậy. Kẻ nà dung Bồ đi tà ra để mẹ hoa ngà gu bió mẹ nà dung nè ngà gu về nàng nà bồ nà sĩ gà đề sen gà tà bà mẹ xóa bia hô gia á đô đề á gà đà lê bà gò ngà nà khuyên yá kê rê ế rì tì á nà rê gu tù á ngà nà lông bà rê u nông thê mà yá kê bì ဒီတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ငါဘယ်တော့မှအပင်မကြဘူးလူချမ်းသာနှချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ရမယ်ဆိုရင်ငါသိတယ်ငါယုံတဲ့ပရိသတ်ဒါကြောင့်မင်းငါအသက်ကျင်တဲ့ငါသာစားခြင်းစားငါဒီကောမကြပါဘူးဆိုတော့ပရိသတ်ဆေဝန်စားရဟာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီတရား၄ဘုတ်ကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ဟောပြပါလားဗျာကျွန်တော်တရားနာကျင်လိုက်တာမေတ္တကေနာမာလာနာမေကေနာဆိုပြီးတော့ခုနကကတ္တဗျာစွာဗုဒ္ဓ
ဒီတရားကလည်းလေးဘုက္ခုဟောကြားလိုက်တာနဲ့ဟ
Ori tara vale amana nyan ji ji re parami shin ve da tu ti re na le re ha kaung lai de dia shin me yi tabawa ja lai da re nit tara pyo wa lai da chuno le di dia na khwen ya ro pya ba ma akuto ri ma lo bo chuno song ya bi bi di ro shin me yi re di dia na khwen ya de kha ma dia ho dhamma kri ga nan na bon na a ba lao dhamma bu sa lu kha ra le so ro ori dara nga mya yi lu chen ne myo twae dang khwe pi lo nga lu bo sin sa ga de da ba me be den twae chin lai de kha ma nan na bon na khan na ye ma shi lo ta ga da 1000 na 4000 da 4000 wen lu kha ya de kwa so ro a ai lo so yin ne a shin man yi ko le be chin no dhamma bu sa lu chen ne de ori dara ga မတုဒါသုံးပါမင်းကောနော်ဓမ္မပူဇာလူကျင်တဲ့တကားထားကိုစုတမျိုးလေးကာထားတဲ့စုလေးမျိုးတောင်းပါရှင်မင်းကျွန်တော်လှူပါမယ်အဲ့လိုရေးထားလိုက်ပြခုပိုင်အဒึกဘူဝမဟာသုဒါသုမတိတုတ်ဖိဖပ်ကျကဲစက်ညံဖေတုံလုတ်ဖိဖပ်ညူဝဲတိဒึกဘူဝမဟာသုဒါသုမကကေရံငဲငိုင်ဒါဒึก nghe 4 bài kệ của đức Phật Kassapa thì khi nói đến 4 bài kệ đức Phật Kassapa thì kẻ sắc nhân này có vẻ tò mò muốn nghe cái bốn bài kệ đó. Đó thì Đức vua Mahasutasuma hỏi rằng này kẻ sắc nhân, ngươi có thật sự muốn nghe bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa hay không? Thì kẻ sắc nhân nói rằng là Đức vua, bạch ngài là con muốn thật sự muốn nghe các bạn bốn bài kệ đó. Thì sau khi kẻ sắc nhân này tỏ cái tấm lòng muốn nghe bốn bài kệ thì Đức vua Mahasutasuma tiếp tục thuyết giảng bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa. Sau khi diễn giải bốn bài kệ đó xong ấy, thì kẻ sắc nhân này hoan hỷ vui vẻ hân hoan. Thì sau khi thuyết xong bốn bài kệ như vậy thì Đức vua Mahasutasuma có nói rằng ấy, cái bốn bài kệ này đến từ ông bà La Môn Nanda. Hôm trước ông bà La Môn Nanda đã giảng dạy cho tôi bốn bài kệ này. Và sau khi ông bà La Môn Nanda này giảng dạy bốn bài kệ này xong ấy, thì tôi đã ban cho ông ta 4.000 đồng tiền vàng. Một bài kệ là 1.000 đồng tiền vàng, hai bài kệ là 2.000, ba bài kệ là 3.000, bốn bài kệ là 4.000 đồng tiền vàng. Đó là ban thưởng cho ông Nanda. Sau khi nghe Đức vua Mahasutasuma trả lời như vậy thì kẻ sắc nhân này cũng rất là hoan hỷ hân hoan. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi được lắng nghe bốn bài kệ đó xong ấy, thì kẻ sắc nhân này hoan hỷ hạnh phúc, thấy được giáo pháp. Không phải thấy từ giáo pháp này, nó là không phải là đạt được sự giác ngộ, mà giống là hiểu ra giáo pháp vậy đó. Hiểu ra giáo pháp, hiểu ra chân lý, hiểu ra sự thật. Đó. Thì sau khi lắng nghe Đức vua trả lời rằng Đức vua có ban thưởng cho ông Nanda này 4.000 đồng tiền vàng ấy, thì kẻ sắc nhân này cũng muốn tặng cho Đức vua 4 lời ước nguyện. 4 lời mong muốn, 4 điều mong muốn. Nếu mà Đức vua cần nói ra 4 điều này thì kẻ sắc nhân này sẽ chấp thuận 4 cái điều kiện đó, 4 cái lời mong muốn đó. Đó, kẻ sắc nhân dùng cách rằng thay bằng gì? Đức vua thì thay bằng cho ông Nanda 4.000 đồng tiền vàng, đúng không? Sau khi lắng nghe bài pháp của ông Nanda ông thuyết xong ấy, thì còn kẻ sắc nhân thì sao? Sau khi lắng nghe 4 bài kệ xong ấy, thì kẻ sắc nhân này muốn tặng cho Đức vua 4 điều ước nguyện. Nếu mà Đức vua bốn điều ước nguyện như vậy, cho bốn điều ước nguyện như vậy. Sau đó thì mà tôi đã tôi mà mình gặp rồi, mình được cái biểu là từ cái và cái đi gì đi vào đấy rồi ấy mà tôi đã tôi mà mình là số lượng nhiều đông vào đấy, năm mươi đi cái hai rồi năm mươi đi số đông này năm mươi đi ngã đông mà qua đông mà xia. Ini ishen ga sabiro nga di ten a na ne na daung ai dong ga lu de da ha ne na daung law shi ba de na ne na daung ga la pai lo men go nga chan mai kaung kaung ne atit shin ne da go atit shi da go myin shin ne nga myin khwen pe ba di su go lo chin ne yu se shin man yi so ro da ho tu da to ma men ga da 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 myin shin ne pogo ala ဩရိတရာကနာနှစ်နှစ်သောင်းကျမ်းမိုက်ကောင်းနဲ့ရှင်းနေတာကိုငါမြင်ရှင်းနေဆိုတော့ဒါသုဒ္ဓသောမမင်းကလေဒါအသက်ရှင်နေမှသာလျှင်သူမြင်ခွင့်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကတော့မင်းငါ့ကိုအသက်ရှင်းပါခွင့်ပေးပါကွာလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့နော်စတုံးကသူ့ကိုအသက်မလို့ခိုင်းရတာလေအဲ့ကြောင့်နံပါတ်၁ကရာဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကငါ့ကိုအသ
đây chúng ta phải biết bao quá lo đóng để su bảo vệ, à là dù gì xem mấy gì số đó đây chúng ta phải nhớ bảo vệ, nếu bên này gara đôi đóng mẹ, mẹ cô, tên thì cô, các bà luôn à mẹ mong tiền của nhau cái mà u công giáo thừa tuyệt hà để làm cha bảo được phan si thà đấy, ở đây mẹ mong tiền rồi cô lấy về để làm ngã rồi biết bao, ở đây su của ngã lo chuyện đi, dù gì xem mấy gì số đó, mẹ tên anh ấy được bao lâu mà xin em mẹ này con luôn để xem đào quen nhà tôi đấy, nãy bà tung gà ra đưa đào mẹ, cứ nào gà lo nhìn xem đào quen bé lại để mẹ này gọi lại về, nãy gọi đến tu này nhà này tu năng ngày mà tu xí mà ôi chua đấy, đam bị ôi chua mẹ lâu đấy, bao giờ xin em biến tháp bê bà, đi xuống gọi lo chuyện đi, dù gì xem mấy gì số đó, có mẹ này con luôn năng ngày ôi chua quen nhà tôi đấy, được là. Nãy bà lấy số đóng mẹ nè, nãy bà lấy cả rồi, đây là gì? Đi nè, đi xin ha, sao bây giờ lúc đó mà sao bà nè đồ, ngã ấy số lo chuyện này rồi, từ lúc tuổi nhen đi rồi, nãy nhen làm gì không? Nhen làm gì mà sao đó bà uy xem ấy, số đó, ấy đi mà, chỉ là bà đi số lấy miêu của đóng để hoa lấy bê rồi số đó, để xin ha, lúc nhà số đó bây giờ sao đó cái rồi, lúc số gì bỏ đi đó ra đi. Mà tu đạo đó mà mình sửa lại bây giờ chỉ từ con này bằng đến sáu sáu quen nhà đấy rồi, mấy con sửa con này bằng đến sáu sáu quen nhà đấy rồi, từ con biến chế đó đấy, như vậy nào, thế là từ con biến chế đó bây giờ cái du nãy giờ đây mà bà ra nên đi nãy giờ vào bây giờ ôi chỗ này đây cả mà đang biến lên chỗ đấy âm nhạc đó đấy, đi con chỗ này mình sửa nó ra, cái gì mà tu đạo đó mà mình có bồi đi đó là bây giờ sáu năm quan sĩ đấy, đa giả hết. Làm mấy để xem nào. Tiếp tục như lúc nãy ngài tiếp tục câu chuyện của Đức Vua Mahasuttasoma và kẻ sát nhân. Sau khi kẻ sát nhân được lắng nghe bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa từ miệng từ những lời dạy, lời chia sẻ của Đức Vua Mahasuttasoma, thì kẻ sát nhân này đem lòng hoan hỷ, hân hoan, hạnh phúc, vui vẻ và ban cho Đức Vua bốn điều ước nguyện. Và chỉ cần Đức Vua nói ra bốn điều ước nguyện ấy, thì kẻ sát nhân này sẽ đồng tình, sẽ giúp đỡ cho Đức Vua thành tựu bốn điều ước nguyện đó. Thì Đức Vua hỏi kẻ sát nhân này, ông có thật sự chắc chắn như vậy không? Thì kẻ sát nhân này nói rằng với Đức Vua rằng tôi chắc chắn sẽ chấp thuận bốn điều ước nguyện của Đức Vua. Đó, thì kẻ sát nhân đó đồng tình như vậy. Thì Đức Vua bắt đầu nói ra bốn điều ước nguyện. Thì điều ước nguyện đầu tiên chính là gì? Rằng điều ước nguyện đầu tiên là gì? Là Đức Vua mong cho kẻ sát nhân luôn luôn được sức khỏe, bình an, tuổi thọ dài. Luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được tuổi thọ, luôn luôn có được sức khỏe tốt. Đó, thì điều đầu tiên là Đức Vua mong rằng kẻ sát nhân luôn luôn được hạnh phúc, được an lạc, được tuổi thọ, được tốt đẹp. Đó, thì sau khi nói cái điều ước nguyện đầu tiên ấy, thì kẻ sát nhân là rất là hoan hỷ, vui vẻ. Tại sao mà Đức Vua cho cái ước nguyện mà lại chúc phúc cho mình được tốt đẹp như vậy? Thì kẻ sát nhân này cảm thấy hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc. Đó, rất là vui vẻ, hạnh phúc và chấp thuận cái lời ước nguyện đó. Thì tiếp tục sau khi nói cái điều ước nguyện đầu tiên xong ấy, thì Đức Vua tiếp tục nói được cái điều ước nguyện thứ hai là gì? Là cái điều ước nguyện thứ hai là bảo kẻ sát nhân nên không được giết hại 101 vị vua. Bởi vì sao? Kẻ sát nhân này đang nhốt 101 vị vua để mà tế lễ, treo lên các cây đá, treo các quỷ lên cây đá, các cây đa trong khu rừng đó, thì treo 100 lên một vị vua lên đó. Thì Đức Vua Mahasuttasoma mong rằng ước nguyện thứ hai rằng mong rằng kẻ sát nhân không được giết hại 101 vị vua. Thì kẻ sát nhân này đồng ý sẽ không giết hại 101 vị vua đó. Rồi Đức Vua Mahasuttasoma tiếp tục thêm một ước nguyện nữa này kẻ sát nhân, sau khi ngươi không giết những vị vua đó, thì mong rằng ngươi hãy đưa các vị trở về quốc độ của vị đó. Ước nguyện thứ ba là bảo kẻ sát nhân không những giết hại mà còn bảo kẻ sát nhân đó đưa những vị vua đó trở về quốc độ một cách an toàn. À, bởi vì sao? Bởi vì sợ rằng kẻ sát nhân này sẽ làm hại trên đường, làm hại bằng cách nào đó. Nên Đức Vua Mahasuttasoma tiếp tục ước nguyện thứ ba rằng mong rằng sau khi thả xong vị vua đó, không giết hại vị vua đó, thì kẻ sát nhân này nên đưa các vị vua trở về quốc độ của các vị. Đó. Thì kẻ sát nhân này cũng đồng ý, hoan hỷ đồng ý.
Tiếp tục cái lời ước nguyện thứ tư đó chính là gì? Mong đó chính là mong rằng kẻ sát nhân sẽ không giết người để ăn thịt nữa. Đó là cái ước nguyện thứ tư. Thì sau khi nghe cái ước nguyện thứ tư này thì kẻ sát nhân này có vẻ đau khổ, có vẻ không hài lòng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái sự yêu thích của kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân này rất thích ăn thịt người, muốn giết hại người này người kia để ăn thịt. Đó là cái sở thích mà không khó bỏ được. Đó. Thì khi nghe được cái lời ước nguyện thứ tư này thì kẻ sát nhân này có vẻ đau khổ, không hạnh phúc. Nhưng bởi vì sao? Nhưng bởi vì đã hứa với Đức Vua rồi ấy, thì phải đồng tình chấp nhận. Kết quả sao? Kết quả rằng kẻ sát nhân này hoan hỷ, đồng thuận và chấp nhận rằng ngay bây giờ sẽ không giết hại bất kỳ ai và sẽ không ăn thịt bất kỳ ai. Đó. Sau khi chính vì cũng vì vậy ngài Tâm Tạng 11 ngài nói rằng ấy, chính vì kẻ sát nhân thăng cần bậc thiện trí mà trở nên tốt đẹp như vậy. Từ là một kẻ giết hại chúng sanh, rồi ăn thịt người này, ăn thịt người kia, làm vô số những điều tội lỗi như vậy. Nhưng mà khi thân cận với Đức Vua mà Mahasuttasoma là một bậc thiện trí ấy, thì người đó thế nào? Thì kẻ sát nhân đó từ bỏ việc ác, sống với việc thiện, từ bỏ những việc ác, từ bỏ những hành động ác, từ bỏ những cái lỗi lầm của mình để quay đầu làm những điều tốt đẹp. Đó, thì sau khi kẻ sát nhân này chấp thuận bốn lời ước nguyện này xong ấy, thì Đức Vua Mahasuttasoma thỉnh mời kẻ sát nhân này trở về quốc độ của mình để mà cai trị. Thì quốc độ của kẻ sát nhân đó chính là gì? Chính là quốc độ Baranati Balanai đó. Bởi vì kẻ sát nhân này lúc xưa là một vị vua. Đó, một vị vua, nhưng mà trong cái tiền nghiệp quá khứ, sư kể thêm cái này cho mọi người hiểu, cái tiền nghiệp quá khứ thì vị vua này là một con dạ xoa ăn thịt người, là có một dạ xoa ăn thịt người. Chính vì cái tiền nghiệp đó mà dẫn đến cái trường hợp mà Đức Vua Prabhadatta, kẻ sát nhân đó là thích giết hại chúng sinh để ăn thịt. Chính vì cái tiền nghiệp là một dạ xoa đó, mà chính vì vậy mà dẫn đến cái trường hợp là muốn ăn thịt người. Thì sau khi nhờ Đức Vua Mahasuttasoma tế độ xong ấy, thuyết pháp xong ấy, thì bắt đầu kẻ sát nhân này thay đổi từ một người ác trở thành một người thiện. Sau khi trở thành một người thiện xong thì sao? Thì trở về lại quốc độ của mình để mà cai trị nhân dân của mình, và tất cả người dân đều sống trong chánh pháp. Đó, vị vua đó bắt đầu sống thiện, cai trị đất nước, trong một cái đất nước sống trong thiện pháp, sống trong sự tốt đẹp. Đó, chính ngày bắt đầu một ngày dạy rằng ấy, chính vì vậy từ cái câu chuyện đó, khi chúng ta thân cận kẻ trí ấy, thì chúng ta sẽ được vô số điều lợi ích. Cũng giống như là câu chuyện ngài vừa kể, từ một kẻ sát nhân, khi thân cận Đức Vua Mahasuttasoma là một bậc thiện trí, khi thân cận bậc thiện trí thì sao? Thì kẻ sát nhân đó trở thành một người tốt đẹp, một người thiện pháp, một người thật sự an lạc, thật sự tốt đẹp. Từ một người xấu ác trở thành một người tốt. ဆုလေးမျိုးလှူတယ်ဆိုတာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တော့အောင်များတယ်ပေါ့နော်။ဘာဆိုတော့တန်ပြေအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမင်းတပါးရဲ့အသက်ဟာပစ္စံပုံပေးလို့မရဘူး။ဘုရားမင်းမောင်တရားတော်တကဘာလုံးမရှိတဲ့မင်းရဲ့အသက်ကိုလှူတာဗျာ။ဓမ္မပုဇာလှူတာမှာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ဒါတော့သူအဲ့ဒီမှာစကားနှစ်ခွန်းပြောတယ်။ပရိသတ်ရာက မတူတာတော့မမေကိုရှင်မကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်မကြီးဆိုရယ်မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရလို့ကျွန်တော်လူကောင်းဖြစ်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာနတ်တိကလျာဏမိတ်တပံသက်ကတော့ပါတုတရံနတ်တိပါပမိတ်တပံသက်ကတော့ပါပတရံစကားနှစ်ခွန်းပြောတယ်ရှင်မကြီးတဲ့ပညာရှိသူတို့ကောင်းတဲ့အဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နံပါတ်၄က Cũng vậy, sau khi kẻ sát nhân này được Đức Vua Mahasuttasoma tế độ xong ấy, thì kẻ sát nhân này
từ một kẻ xấu ác trở thành một người sống trong thiện pháp. Đó, thì sau khi trở thành một người thiện pháp ấy, hiểu được cái chân lý ấy, hiểu được giáo pháp ấy, thì kẻ sát nhân đó tán thán và hoan hỷ với đức vua Mahasuttasoma. Và sau khi hoan hỷ tán thán đức vua ấy, thì kẻ sát nhân này nói hai câu đối với đức vua. Hai câu đó chính là gì? Câu thứ nhất là gì? Là khi thân cận bậc trí sẽ đưa đến sự tốt đẹp. Đầu tiên là gì? Khi thân cận bậc thiện trí sẽ đưa đến những điều tốt đẹp. Câu thứ hai là gì? Câu thứ hai là khi thân cận kẻ xấu thì luôn luôn bị đau khổ, bị tai hại. Đó, khi thân cận kẻ xấu thì dẫn đến sự đau khổ, tai hại. Rồi, xem bóng đề là mà Bồ-đi Đà Ra thì em cũng đi mà là phía là đấy. မဟာဒုတ္တသောမမန်ဒီကိုရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အင်္ဂုလိမာလာဘုရားမာလေးဆိုတာပဲလက်ညှိုးတင်ဖြတ်နောက်ဆုံးမိခင်ယံတမ်းမြေလုံးနေတဲ့အချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရားတွားပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့ကေရောမူခဲ့တယ်အဲ့ဒါရောက်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့အင်္ဂုလိမာလာလည်းပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတာခံစားသွားရတယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်
để mấy con bông hoa chăn thả ya ai đi đi học biết năng năng ngang tu năng ngang đó là karma đi nè đó qua bây giờ biết tu là karma rồi à nhớ so bây giờ hỗ trợ mua đồ mà tu đã đồ mà sẽ đồ là mấy con bông hoa chăn thả ya con số mấy số số đi đi học hỗ trợ bây giờ để đi đi học rồi lại nói chuyện đông gia ba lần này chúng tôi gia đình sẽ về à long biệt cái nhân sinh về chúng ta bọn này biết ông gia bá sẽ lúc chúng ta nói chúng ta mua cái này bạn chúng ta thì ông gia sĩ khán giả nói gia bá sẽ công đức đi cũng vậy à đức vua Mahasutta Soma thì từ các câu chuyện đó thì đức chúng ta sẽ thấy ra một điều. Kẻ sát nhân đó chính là ai? Chính là Angulimala. Mọi người biết kẻ sát nhân không? Angulimala. Thì từ cái câu chuyện tiền thân này ấy, thì kẻ sát nhân đó trong quá khứ và ngay bây giờ ấy, thì kẻ sát nhân đó chính là tiền thân của Angulimala. Và Bồ Tát Mahasutta Soma, Đức Vua Mahasutta Soma chính là Đức Phật Gotama. Thì Đức Hằng Ngài Tất Tạng Một ngày nói rằng ấy, thì Angulimala là ai? Cũng là một kẻ sát nhân. Là người đeo vòng ngón tay đó, là một kẻ sát nhân. Tuy rằng trong quá khứ cũng là một kẻ sát nhân, và ngay trong kiếp sống khi mà trở thành một vị chánh đẳng giác ấy, khi mà Đức Phật của chúng ta thành một vị chánh đẳng giác ấy, thì sao? Thì cũng vẫn tiếp tục gặp Angulimala. Thì Angulimala là sao? Là một người giết hại chúng sanh, rồi kết quả được Đức Phật tế độ và trở thành một vị A-la-hán, trở thành một vị A-la-hán đó. Thì từ cái câu chuyện đó ngay tất cả một ngày dạy rằng ấy, khi chúng ta thân cận kẻ xấu thì chúng ta sẽ dẫn đến cái sự tai hại. Khi chúng ta thân cận bậc thiện trí thì chúng ta sẽ đạt được vô số những điều lợi lạc. Cũng giống như là các câu chuyện lúc nãy ngày tất cả 11 đã diễn giải chúng ta về các câu chuyện giữa kẻ sát nhân với Đức Vua Mahasutta Soma. Đức vua Mahasutta Soma đã cứu kẻ sát nhân này từ trong những cái điều xấu ác để trở thành người sống trong thiện pháp đó. Và kẻ sát nhân này tại sao được như vậy? Bởi vì thân cận được bậc thiện trí. Chính vì thân cận được bậc thiện trí mà kẻ sát nhân này từ một người xấu trở thành một người tốt. Đó. Thì chính vì vậy, Ngài Tam Tạng một ngày khuyên rằng chúng ta hãy cố gắng thân cận những bậc thiện trí. Đừng nên thân cận những kẻ xấu. Hãy thân cận những bậc thiện trí. Khi chúng ta thân cận bậc thiện trí thì chúng ta sẽ đạt được vô số điều lợi lạc. Đó. Thì cái bài pháp mà Ngài Tam Tạng 11 diễn dạy đó chính là gì? Thân cận bậc thiện trí là điều tốt đẹp nhất. Với cái đề tài là như vậy, là khi thân cận bậc thiện trí sẽ được tốt đẹp, sẽ được an lạc hạnh phúc đó. Thì ngài mong rằng cho tất cả nam nữ Phật tử, ngài mong rằng khi sau khi lắng nghe bài pháp này thì ngài mong cho tất cả mọi người luôn luôn biết nỗ lực thân cận những người thiện trí, những người tốt đẹp. Chính vì vậy, chính vì khi mình thân cận những bậc thiện trí như vậy thì mình sẽ được hạnh phúc, được an lạc trọn vẹn đó. Cũng chính là bài pháp tối chiều ngày hôm nay ngài kết thúc, và ngài chúc cho tất cả quý Phật tử luôn luôn được an vui hạnh phúc và tránh những điều nguy hại.
nên là cái này lấy gì khoản lấy gì sa thu sa thu. Bây giờ chúng ta sẽ hướng phước thiện. Sau đó mà mía quỳ về vậy. Mía quỳ vậy. Idam me bunyan đi bàn đất sao vậy? Idam me bunyan. À, giờ chúng ta sẽ đọc theo ngài tâm tạng 11. Idam me bunyan nibbanava nibbanasa cayo paccayo hodu hodu idano idano adina hodu idano idano nyadina nyadina hodu hodu tukhita tukhita hondu hondu nyadayo nyadayo sabbetatta sabbetatta imang imang punya bagang labitwa labitwa tukhita tukhita Pemodida, Pemodida, Wandu, Wandu, Ba, Ta, Tu, Ba, Ta. À, mọi người, Ta, Tu, Ta, Tu. Thank you so much, Sante, for making the mark. Chúng con kính tri ân lời và sự kỳ vọng của ngài Tam Tạng 11 chúng con. Tại vì nó như một pháp là tuyệt vời ạ. Xin quý hội chúng đảnh lĩnh hòa bình. Thank you, Bante. Thank you, Bante. So much. Thank you, Bante. So much. Như thế vậy đi con.